Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube VOV Nghe là Mê Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ Nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Bàn Minh Cốc bên trong, một tôn gân khu ma thần chân đạp nghiệp hỏa, hai con ngươi như điện quang, bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm cứu hắn người. Hắn tìm kiếm không có kết quả, hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, phá không mà đi. Qua mấy ngày, hứa ứng mang theo lê tiêu từ trong hư không đi ra, hai người kết bạn hướng ngư dược uyên mà đi. Ngư dược uyên cũng là một cấm khu, có lẽ chân áp đạo chủ. Nơi đó là một vùng biển, quanh năm là mê vụ bao phủ, lờ mờ không rõ. Lê Tiêu nói, đã từng có người nghe được bên trong có nữ tử làm ca, tiếng ca có chút réo rắt thảm thiết, chỉ là nghe không rõ ca từ, không giống như là bị ngạn đạo ngữ. Có người hoài nghi là đạo hôi thời đại trước đó ngôn ngữ. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, đạo hôi thời đại trước đó ngôn ngữ. Khẳng định như vậy là một vị đạo chủ, bị ngạn đạo ngữ nhưng thật ra là thiên cảnh ngôn ngữ, tại đạo hôi thời đại trước đó, bị ngạn hẳn là chư thần thống trị thời đại. Lê Tiêu cười nói, ta nghe nói khi đó tu sĩ chính là cổ thần, sinh mà cường đại, vĩ lực vô biên. Chỉ là không có nắm giữ cao thâm đạo Pháp, chúng ta người bị ngạn kỳ thật đều là thái cổ cổ thần hậu duệ. Nàng trong lời nói có chút tự hào, hai người tới Diên phi hải, dựa theo địa đồ tìm kiếm ngư dược uyên, trong bất chi bất giác đi qua nửa năm lâu. Hoa đạo chủ nói lâu ngày sinh tình, thật là không kém. Những ngày này ở chung, hứa ứng cũng không tự giác đối với nữ tử này sinh ra một chút hảo cảm, đồng thời âm thầm cảnh giác, nhắc nhở chính mình nàng là bỉ ngạn thánh tộc lưu tại bên cạnh mình dụng ý khó dò. lê tiêu mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với hắn lại là vô cùng tốt khúc ý nghênh hợp lại am hiểu cách ăn mặc thay đổi khác biệt y phục khiến cho người cảnh đẹp ý vui hai người ở chung lâu như vậy hứa ứng rất khó đối với nàng sinh ra chán ghét chi tâm không thể để cho lê tiêu đi theo ta hứa ứng quyết định ta không cần bất luận cái gì bỉ ngạn thánh tộc hữu nghị phía trước chính là diên phi hải biên giới nước biển chảy tới nơi này hình thành một đảo sâu không lường được đại uyên. Trong đại uyên có cá ngao du, sông lên phía trên kích, ý đồ từ trong đại uyên sông ra, bởi vậy gọi là ngư dược uyên. Uyên bên trong có mê vụ, hai người tới trong sương mù, quả nhiên nghe được nữ tử tiếng ca, thê thê lương bi ai cắt, rất là ai oán. Sương mù kia dâm mát, hai người hơi chút tiếp xúc, liền chỉ cảm thấy tự thân đại đạo, giống như là muốn bị đông cứng đồng dạng. Hứa ứng xâm nhập trong sương mù, bố trí xuống huyết tế trận thế, đem còn lại sinh tử đại đạo quân tế lên, hiến tế cho mảnh cấm khu này chúa tể. Lê Tiêu ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, hứa ứng xông ra ngoài đến, mang theo nàng gào thét mà lên, xông ra ngư dược uyên. Hai người hậu phương xương mù đột nhiên hóa thành từng đạo băng rua, hướng bọn hắn xoắn tới. Hứa ứng lôi kéo Lê Tiêu trốn vào hư không, chỉ gặp cái kia từng đạo băng rua cũng theo đó mà chui vào hư không, chỉ là hứa ứng hư không chi đạo quả thực cao minh, rất nhanh liền đem những cái kia băng rua hất ra, bỏ chạy ra ngoài. Cái kia băng rùa thu hồi, sau một lúc lâu, mê vụ diệt hết, hóa thành phiêu phiêu đáng đáng y phục, tuyết trắng như xương, quấn tại một vị da thịt trắng noãn thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ kia đạp nước thành băng, đi vào trên mặt biển, toàn bộ diên phi hải như bị đống kết. Kỳ quái, thiếu niên kia cứu ta tính mệnh, còn chạy cái gì? Nữ tử áo trắng có chút kinh ngạc, thấp giọng nói, thôi, tương lai lại báo đáp ân tình của hắn A. Hứa ứng mang theo lê tiêu thoát ra hư không, luôn miệng nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật kém chút liền bị bắt lại. Lê Tiêu bốn phía nhìn lại, chỉ gặp bọn họ chạy trốn tới hỗn độn hải bến đỏ phụ cận, phía trước bất quá hơn nghìn dặm, chính là bến đỏ đang có thuyền vãng lai. Hứa ứng, các người tam giới, tương lai sẽ làm như thế nào đối đãi bỉ ngạn? Nàng đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi. Hứa ứng nói, tự nhiên là bái bỉ ngạn làm nghĩa phụ, thần phục bỉ ngạn. Lê Tiêu cáu giận nói, ta là chăm chú, ngươi dự định làm sao đối phó bỉ ngạn. Hứa ứng thật sâu liếc nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu nói cái này quyết định bởi tại bỉ ngạn làm sao đối đãi tam giới bỉ ngạn thả thuyền làm hại ba khối thúy nham suýt nữa để cho ta tam giới diệt tuyệt chết không biết bao nhiêu người ta sở sinh sống địa tiên giới cũng bị đánh vỡ nát hắn sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói đối với tam giới tới nói bỉ ngạn làm ác tội lỗi trồng chất nhưng bỉ ngạn cường thế nếu là không xâm lấn chúng ta chúng ta tuyệt đối sẽ không xâm lấn bỉ ngạn nếu là bỉ ngạn xâm lấn như vậy chúng ta cũng chỉ có dùng hết hết thảy thủ đoạn đem chiến hỏa đốt tới bỉ ngạn đi lê tiêu đi tại bên cạnh hắn do so dự mãi đột nhiên quyết định cười nói hứa ứng nếu như ngươi nợ ta một món nợ ân tình tương lai có thể hay không nhớ tới ta tốt không đối bỉ ngạn đuổi tận giết tuyệt hứa ứng nao nao đột nhiên lê tiêu tế lên một chiếc thúy nham lâu thuyền thả người nhảy đến trên thuyền giơ ngón trỏ lên đặt ở bên môi mỉm cười hướng hắn làm ra im lặng động tác hứa ứng hay là không hiểu ý nghĩa cái kia bị ngạn nữ tử dùng ngón tay trên không trung vẽ lên một cái chữ tỉnh, lập tức thôi động thúy nham lâu thuyền, thẳng đến hỗn độn hải mà đi. Hứa ứng bước nhanh đuổi kịp, chỉ gặp chiếc lâu thuyền kia thẳng xông qua hỗn độn hải bến đỏ, hướng biển bên trong chạy tới. Bến đỏ thủ tướng bị nàng kinh động, nhào nhào đằng không mà lên, phung lên xiềng xích hướng lâu thuyền bay tới, kêu la âm thanh không dứt. Linh tinh môn, nàng vẽ chữ tỉnh, là linh tinh môn, hứa ứng lập tức tỉnh ngộ, hoa đạo chủ muốn giết ta. Thế nhưng là, Lê tiêu đây là, hắn thôi động nhân quả đại đạo, bến đỏ thủ tướng riêng phần mình đầu não hôn mê một lát, quên đi vì sao muốn truy kích, riêng phần mình thu hồi xiềng xích. Hứa ứng đứng tại trên bến đỏ, đưa mắt nhìn chiếc thuyền kia đi vào hỗn độn hải biên giới. Uy, Lê tiêu hướng hắn xa xa phất tay, thần thức hóa thành thanh âm, cười nói, hứa đạo hiếu, không còn gặp. Ta cứu người một mạng, người phải nhớ kỹ báo đáp. Hứa ứng đang muốn nói chuyện, đã thấy như tử kia lái vào trong hỗn độn hải, lâu thuyền bị hỗn độn chi khí bao phủ, biến mất không còn tâm tích. Hứa ứng ngơ ngác, đứng sừng sững ở bến đỏ thật lâu. Trong hỗn độn hải, lệ tiêu khống chế lâu thuyền vật lộn sóng gió, đợi đi vào chậm chảy chỗ, lúc này mới lấy ra linh tinh môn, cười nói có được bảo vật này, hỗn độn hải nơi nào không thể đi đến. Làm gì lưu tại bỉ ngạn, hầu hạ hoa đạo chủ lão quái vật kia. Đáng tiếc, nàng nhớ tới hứa ứng, sắc mặt ảm đạm, bỏ một đoạn tình cảm, coi như đạt được linh tinh môn, cũng không thể làm nàng mở tâm nhan đúng lúc này linh tinh môn bên trong truyền đến hoa đạo chủ thanh âm điềm nhiên nói lê tiêu người tốt lớn mật người thật coi là tiến vào hỗn độn hải ta liền tìm không được ngươi ngươi sai lê tiêu sắc mặt đột biến một tay nắm lên linh tinh môn đem linh tinh môn chìm vào trong hỗn độn hải một tay khác phi tốc tế lên thần phủ nhìn chằm chằm mặt biển hoa đạo chủ tinh quang hóa thân vừa mới thỏ đầu ra liền bị nàng một bố chém vào đỉnh đầu lập tức hóa thành tinh lực tán loạn Lê Tiêu thở vào một cái, tiếp tục để hỗn độn hải cọ rửa linh tinh môn, cười nói, bỏ qua tình cảm, đạt được linh tinh môn, nhưng cũng không hỏng. Hỗn độn hải không gì sánh được rộng lớn, nơi nào không phải lão nương đất sung thân. chương 1479, Thiên Cảnh Phản Công Hứa ứng đứng tại trên bến đỏ, chỉ gặp lại có hơn 10 chiếc thúy nham lâu thuyền từ trong hỗn độn hải lái ra, trên thuyền là đến từ vũ trụ khác cường giả, hình thái khác nhau, số lượng rất nhiều, trong đó bất hủ giả số lượng rất nhiều, tính ra hàng trăm. Hứa ứng tiến lên hỏi thăm, biết được những người này đều là ngưỡng mộ bỉ ngạn, nghe nói tại bỉ ngạn tòng quân, liền có thể chính thức trở thành người bỉ ngạn, bởi vậy nô nước tấp nập báo danh. Bọn hắn bởi vì tu vi cao thâm, thông qua động nguyên lén qua, tốn thời gian quá dài, cho nên chỉ có thể đi tòng quân con đường này. Những người này mới là trong kiếp vận tiêu hao phẩm A. Hứa ứng trong lòng cảm khái nói, Bỉ ngạn hạ hạt đại thiên vũ trụ, Thu hoạch nô dịch những vũ trụ này, nhưng những vũ trụ này tu sĩ tâm tính cũng rất cổ quái. Cừu thị cũng có, nhưng vừa có cơ hội trở thành người bỉ ngạn, liền lập tức vứt bỏ bản thổ, bốc lên nguy hiểm tính mạng xuyên qua hỗn độn hải, đạp vào bỉ ngạn. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là, trở thành chân chính người bỉ ngạn cũng không phải là chuyện dễ, tuyệt đại bộ phận người đều trở thành bỉ ngạn dùng để làm hao mòn kiếp vận tiêu hao phẩm, cực ít có người có thể còn sống sót. Coi như sống sót, trở thành thánh tộc mới cũng sẽ gặp phải lão thánh tộc cùng mặt khác thánh tộc mới cửu thị hơn phân nửa ngay cả thành thân quyền lực sinh dục sinh sôi quyền lực cũng sẽ bị tước đoạt tại sao lại xuất hiện loại chuyện này hứa ứng suy tư một lát thấp giọng nói hơn phân nửa là bởi vì bọn hắn bản thổ vũ trụ văn minh căn cơ đã bị thúy nham phá hủy biến thành bỉ ngạn văn minh phụ thuộc chỉ cần trở thành phụ thuộc như vậy trong suy nghĩ bỉ ngạn liền thật là bỉ ngạn hắn rời đi bến đò hành tàu tại bỉ ngạn thế gian nơi này mặc dù đã trải qua sinh tử đại đạo quân rút ra thiên địa đại đạo đổ sát mấy chục tỷ người nhưng đối với bỉ ngạn tới nói cũng không làm bị thương nguyên khí bỉ ngạn thế gian hay là hỗn loạn tương bừng kiếp vận vẫn như cú quanh quẩn tại vũ trụ này khắp nơi đều là chiến hỏa kiếp vận diễn hóa sát phạt sát phạt chi khí càng nồng đậm hứa ứng không có tiếp tục bố cục dẫn dụ bỉ ngạn cường giả tiến vào cấm khu khôi phục đạo chủ lê tiêu vẽ lên một cái chữ tỉnh để hắn phát giác được hung hiểm lê tiêu chỉ là Hoa đạo chủ sẽ cách không tế bái linh tinh môn đến chu sát hắn, mà Lê Tiêu mang theo linh tinh môn sông vào hỗn độn hải, kỳ thực là xả thân cứu hắn tính mệnh. Ta đã phục sinh bốn vị đạo chủ, đối ứng đương kim trên đời tứ đại đạo chủ, nếu như nhiều khôi phục một người, chỉ sợ liền sẽ chạm đến hoa đạo chủ danh giới cuối cùng. Hứa ứng suy tư nói, bốn vị này đạo chủ cùng thái nhất, bọn hắn vì đối kháng hoa đạo chủ bọn hắn, khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách khôi phục càng nhiều đạo chủ. Chuyện về sau, ta một mực sống chết mặc bay. Hắn tại bỉ ngạn thế gian du lịch 8 năm, tìm kiếm thái nhất đại đạo quân hạ lạc, chỉ là từ đầu đến cuối không có tìm tới. Thái nhất cùng thiên thành tử cùng rời đi, vì tránh né là đạo chủ truy tung, rất khó phát hiện hắn. Bỉ ngạn quá rộng lớn, muốn tìm được hai người này, cũng không dễ dàng. Đột nhiên, phía trước truyền đến cực kỳ mãnh liệt thần thông ba động, hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích âm dương đại đạo. Có thể đem âm dương đại đạo vận luyện đến loại trình độ này, chỉ sợ là âm dương đại đạo quân hắn cũng đi ra đạo kỳ thiên lịch kiếp rồi cùng âm dương đại đạo quân giao phong người kia cũng không thể coi thường tu trì hẳn là tạo hóa đại đạo hứa ứng không khỏi động dung từ hai người giao phong tản ra tạo hóa đạo lực đến xem kỳ nhân thực lực tu vi chỉ sợ so âm dương đại đạo quân không kém chút nào kỳ quái bị ngạn khi nào nhiều như thế một vị nhân vật bị ngạn không nên chỉ có tứ đại đạo quân a trong lòng của hắn kinh ngạc lần theo thần thông ba động mà đi chung quanh hắn đột nhiên cỏ cây sinh trưởng tốt, dây leo tung bay, tiếp tục đi về phía trước, liền nhìn thấy thành đàn liên miên ngàn trưởng cự nhân. Những này ngàn trưởng cự nhân vốn là bị ngạn người bình thường, nhưng là bị âm dương đại đạo cùng tạo hóa đại đạo ảnh hưởng, tạo thành dị hóa. Không chỉ có như vậy, hứa ứng thậm chí còn chứng kiến núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành thạch cự nhân, trường hà kiểu đằng, hóa thành thủy long. Âm dương đạo lực cùng tạo hóa đạo lực ở giữa phiến thiên địa này chiến đấu đấu sức, trong lúc vô hình ảnh hưởng đến phụ cận sinh linh cùng vạn vật. Vạn vật vạn loại đều là tại ba loại đạo lực ảnh hưởng dưới cải biến tự thân hình thái. Âm dương đại đạo cùng tạo hóa đại đạo rất khó phân ra cao thấp, âm dương giả, vạn vật hóa sinh, vạn loại thai ngén vậy. Tạo hóa giả, sáng tạo dưỡng dục, đồng thời lại bao hàm khí vận đại đạo. Bọn chúng lẫn nhau bao dung, lại có cùng đối phương chỗ khác biệt. Tạo hóa đại đạo có thể giao phó không có sự sống đồ vật lấy sinh mệnh, âm dương giả có thể tạo vật này cả hai đều là đối phương không có. Hứa ứng đi vào bỉ ngạn về sau, còn chưa từng phát hiện có người có thể đem tạo hóa đại đạo tu luyện tới đại đạo quân cấp độ, không khỏi càng hiếu kỳ. Rất nhanh, hắn liền tới đến chiến trường, chỉ gặp âm dương đại đạo quân sau đầu hiện ra âm dương động nguyên, hình thành thái cực đồ án, thực lực tu vi so năm đó cùng thái nhất một trận chiến lúc cao rất nhiều. Hắn âm dương thiên lộ cái thế quyết càng thêm hoàn mỹ, âm dương đại đạo lưu chuyển, rất có nghịch chứng thái cực xu thế nếu như hắn có thể nghịch chứng thái cực đại đạo, lại diễn thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch, cuối cùng nhảy ra ngũ thái, lĩnh ngộ vô cực, liền có thể cùng thái nhất đại đạo quân so sánh. Bất quá, đem âm dương đại đạo nghiên cứu đến cực hạn cũng là không thể coi thường, uy lực cực mạnh, khiến cho hứa ứng nhìn mà than thở, thầm nghĩ ta trên âm dương đại đạo tạo nghệ, liền không bằng hắn rất nhiều. Âm dương đại đạo là hắn chỗ tu trì vô cực đại đạo, hạ hạt ngũ thái bên trong thái cực đại đạo chi nhánh, như thế đại đạo, cũng có thể bao quát tại thái nhất bên trong, là thái nhất chỗ thống ngự. Hứa ứng cứ việc tu chỉ qua này hai loại đại đạo, lại thành tựu không quá cao kiến biết đến âm dương đại đạo quân đạo Pháp đằng sau, lập tức trở nên khiêm tốn rất nhiều. Âm dương đại đạo quân không thể khinh thường, trong tay ta hơn phân nửa có thể nhiều kiên trì hai cái hội hợp. Cùng âm dương đại đạo quân giao phong lại là một vị nam tử xa lạ, hứa ứng chưa bao giờ thấy qua, người này nhìn như khoảng 30 tuổi, chiều cao chín thước, quần áo hoa mỹ, tướng mạo tuấn lãng, ngũ quan rõ ràng, dưới môi có hai phiết sợi dâu, biên giới có chút nhếch lên. Một thân tu luyện cũng là động nguyên, dọc tại sau lưng, tựa như cùng một mặt không có mặt kính gương sáng, cực kỳ kỳ lạ. Không phải thánh tộc, nhưng vận dụng là bỉ ngạn Lý Văn, hứa ứng trong lòng kinh ngạc, người này thế mà không có tan làm thánh tộc hình thái, mà là lấy chân thân quyết đấu âm dương đại đạo quân. Âm dương đại đạo quân chính là cổ thần chi thể, nhục thân bá đạo không gì sánh được nguyên thần càng là cường hoành, nhưng là đối mặt người này, vậy mà rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Người này tạo hóa thần thông, thật sự là thành thạo, chỉ sợ đạo hành tại phía xa âm dương phía trên. Tu vi cảnh giới của hắn không phải rất cao, cũng là vừa mới đặt chân bất hủ cảnh. Hứa ứng vừa mới nghĩ đến nơi đây, nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy có người, lập tức một trường vung ra, chính giữa âm dương đại đạo quân ngực, tạo hóa đạo lực xâm nhập mà vào. Âm dương đại đạo quân trong miệng thổ huyết, khí tức huệ hoài, nam tử trẻ tuổi kia lại bước ra trở ra, cười nói có người đến không có khả năng tận hứng âm dương đạo hữu tha cho ngươi một mạng âm dương đại đạo quân kêu lên một tiếng đau đớn nhìn người tới là hứa ứng không khỏi mất hết can đảm tới như thế nào là cái này sát thân mệnh ta đừng vậy hứa ứng vội vàng nói đạo hữu dừng bước nam tử trẻ tuổi kia hướng lui về phía sau đi từ đầu đến cuối đang đối mặt lấy hứa ứng nghe vậy bỗng nhiên dừng bước lại nói đạo hữu có gì chỉ giáo hứa ứng chào cười nói các hạ chẳng lẽ là người thiên cảnh tại hạ hứa ứng cùng thiên cảnh đạo tôn chắc đạo thuần bọn người rất có nguồn gốc nam tử trẻ tuổi kia kinh ngạc nói ngươi chính là hứa ứng ta từng nghe đạo tôn hư hoàng bọn hắn đề cập ngươi nói ngươi chính là tam giới thiên tài tương lai thành tựu nhất định không thể coi thường ánh mắt của hắn chấp động đột nhiên lấn người tiến lên sau đầu động nguyên trở nên không gì sánh được sáng tỏ tạo hóa đạo lực bay ra hóa thành một ngụm thần đao quang mang vạn trường. nam tử trẻ tuổi kia vung đao chém xuống tạo hóa thần đao hào quang liếm diếm, quang mang chiếu chỗ, rơi vào trên núi, liền gặp dãy núi hóa thành bột mịn, chiếu vào trên sông, liền gặp nước sông biến mất. Hứa ứng đưa tay, duỗi ra hai chỉ chống trọi chém xuống thần đao, đao quang lập tức tại hắn hai chỉ ở giữa dừng lại. chương 1480, đùng, đao quang bẻ gấy, hứa ứng hai chỉ giao thoa, gãy tại trên đao gấy, nam tử trẻ tuổi kia thân thể đại chấn, không ngừng lùi lại, tan mất hắn trong nháy mắt chi lực, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hứa ứng. Hứa ứng đang muốn hỏi thăm hắn cớ gì xuất thủ, nam tử trẻ tuổi kia nói, hứa ứng, người thật sự có thể xưng thiên tài. Bất quá, bây giờ ta chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, qua một thời gian ngắn, ta lại đến lĩnh giáo, cùng ngươi phân cao thấp. Hắn gào thét mà đi, rất nhanh biến mất, hứa ứng khẽ nhíu mày, nhìn về phía âm dương đại đạo quân. Âm dương đại đạo quân sắc mặt thảm đạm, cắn răng nói, hứa ứng, hôm nay ta rơi vào trong tay của ngươi, xem ra thật sự là kiếp vận trước mắt bất quá ngươi muốn dùng ta làm tế phẩm ta sẽ không ngồi chờ chết cho dù chết cũng muốn kéo ngươi lên đường hứa ứng kinh ngạc nói đạo huynh lời này là ý gì hứa mỗ mặc dù xuất thân từ thái nhất đạo môn nhưng từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội âm dương đại đạo quân chừng to mắt cười lạnh không thôi ta được đến tin tức sinh tử đạo huynh đã chết tại trong tay của ngươi bị ngươi hiến tế phục sinh đạo chủ hứa ứng lắc đầu nói đạo huynh hiểu lầm hứa mỗ có thể từng giết qua người vô tội sinh tử đại đạo quân đến đây giết ta, bị ta phản sát, đây là gieo gió gặt bão. Linh tinh môn bên trong, những bất hủ kia nhìn thấy ta hỗn độn liên cùng hồng nguyên, ngấp nghé ta bảo vật đến đây giết ta đoạt bảo, cũng là chết chưa hết tội. Còn Long Hưng tự chết cái kia hơn vạn vị đạo hiếu, còn không phải bởi vì đạo chủ lệnh truy sát đến đây giết ta, đến mức chết thảm. Nhưng bọn hắn bất kỳ một người nào, đều không phải là ta động thủ giết. Âm dương đại đạo quân nửa tin nửa ngờ, hứa ứng nói, ta lại tới đây, sợ quá chạy mất người kia đạo huynh ngươi hẳn là cảm kích ta mới là âm dương đại đạo quân tự nghĩ không phải là đối thủ của hắn hư một tiếng nói đa tạ hứa ứng sắc mặt hiền lành nói vừa rồi đưa ngươi đánh cho gần chết người là ai vì sao chưa từng nghe nói qua âm dương đại đạo quân nói người này đạo hiệu linh hư tử chính là thiên cảnh đạo chủ đạo chủ hứa ứng nao nao vừa rồi người kia rõ ràng là bất hủ cảnh thu vi thế nào lại là đạo chủ bất quá tạo hóa đại đạo cùng âm dương đại đạo cùng cấp, linh hư tử có thể lấy bất hủ cảnh sơ kỳ cảnh giới trọng thương đã là viên mãn kỳ âm dương đại đạo quân, đạo hạnh xác thực viễn siêu đại đạo quân. Âm dương đại đạo quân nói, đại đạo triều tịch, bị ngạn đại đạo thủy triều lên, người này phục sinh, nhưng không có lưu tại thiên cảnh, mà là đi vào ta bỉ ngạn tu luyện. Hắn thời gian tu luyện không dài, lại cực kỳ tấn mãnh, đã trở thành bất hủ. Ta truy tra thiên cảnh chui vào bỉ ngạn người tu hành lúc, bị hắn phát giác, vốn cho là có thể diệt trừ hắn, không ngờ ngược lại bị hắn gây thương tích. Hứa ứng nghe vậy, thầm nghĩ, người thiên cảnh thật tiềm nhập bỉ ngạn. Cái này cùng năm đó hoa, lâm, là ba người suy đoán nhất trí. Âm dương đại đạo quân nói, thiên cảnh chui vào bỉ ngạn tu hành đạo chủ, không chỉ linh hư tử một người, ta tra được có hơn 10 hư hư thực thực thiên cảnh đạo chủ người, tiến vào bỉ ngạn tu hành, đồng thời tu vi đã cực cao. Hứa ứng, linh hư tử muốn tại 10 ngày sau lại tới tìm ngươi quyết đấu, ta khuyên ngươi hay là đi nhanh một chút đi hắn 10 ngày tiến cảnh tu vi, sau người 10 năm trăm năm nhanh hơn. Hứa ứng nói, đa tạ, âm dương đạo huynh phải chăng nghe nói qua phản tạc thái nhất tin tức. Âm dương đại đạo quân trần chờ một chút, nói ta tại 3 tháng trước từng gặp mặt hắn một lần. Hắn đang đứng ở suy yếu thời điểm, hy sinh tự thân đại đạo và khí huyết, phục sinh bá lăng bên trong tề hiền đạo chủ. Ta vốn muốn hướng hắn ra tay, bất quá hắn bên người còn có người khác, liền thôi. Hứa ứng phất phất tay, nói, đạo huynh, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Âm dương đại đạo quân đối mặt hứa ứng, từng bước từng bước lui về phía sau, đợi thối lui đến nơi xa, đột nhiên hơi lắc người, phân ra rất nhiều hóa thân, riêng phần mình dẫm chân xuống, liền gặp ngàn vạn đầu thiên lộ xuất hiện, như là cầu vòng thông hướng phương hướng khác nhau. Những âm dương đại đạo quân kia riêng phần mình leo lên một đầu thiên lộ, bốn phương tám hướng mà đi. Hứa ứng lắc đầu nói, cẩn thận như vậy làm cái gì? Ta cũng muốn giết ngươi bất quá chỉ sợ hoa đạo chủ không cho phép ta hắn khẽ lắc đầu, hướng bá lăng phương hướng tiến đến, thầm nghĩ thiên cảnh đạo quân tiến vào bỉ ngạn tu hành, thật chẳng lẽ là xuất từ đạo tôn thụ ý. Thiên cảnh đại đạo khôi phục kéo dài 400 năm, nếu là phục sinh mới bắt đầu bọn hắn đi vào bỉ ngạn, như vậy bọn hắn đã tu hành 400 năm thời gian. Những này đạo chủ có năm đó kinh nghiệm tu luyện, tại bỉ ngạn tu hành, tốc độ so kiếp trước phải nhanh rất nhiều lần. 400 năm thời gian, chỉ sợ đã có thể cho bọn hắn tiếp cận đạo chủ. Bỉ ngạn ngay tại kinh lịch kiếp vận, Tại Bỉ Ngạn thành đạo đắc đạo, đạo tôn đến cùng ý muốn như thế nào? Là vì phản công Bỉ Ngạn a? À? Hắn khẽ nhíu mày, nếu là vì phản công Bỉ Ngạn, sao không để cái này hơn 10 vị đạo chủ ở trong thiên cảnh chờ đợi đại đạo khôi phục. Bọn hắn đại đạo khôi phục đằng sau, tu vi khôi phục lại đỉnh phong, lấy đạo tôn thực lực, tăng thêm hơn 10 vị đạo chủ, chẳng lẽ có thể tùy tiện san bằng Bỉ Ngạn. Qua hơn 10 ngày ngày, hứa ứng đi vào Bá Lăng, chỉ gặp Bá Lăng cấm khu đã hủy, nghĩ đến nơi đây đạo chủ Tề Hiền đạo chủ đã phục sinh. Hứa Ứng lấy ra địa lý đồ so sánh một phen, thầm nghĩ khoảng cách Bá Lăng gần nhất chính là Động Khư, Thái Nhất hẳn là sẽ tiến về nơi đó. Hắn toàn lực đi đường, bất quá mấy chục ngày liền tới đến Động Khư, nhưng mà hay là vô hụt, Động Khư đã phá cũng không Thái Nhất tung tích. Hứa Ứng đang muốn đi tìm kế tiếp cấm khu, đột nhiên chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Hứa Ứng lại gặp mặt. Hứa Ứng dừng lại, xoay người lại, chỉ gặp Linh Hư Tử đứng trên không trung, hướng hắn nhìn xuống mà đến trong mắt lóe ra tinh quang, kích động. Lúc này Linh Hư Tử so 3 tháng trước càng cường đại hơn, tu vi thâm hậu, vậy mà để hứa ứng cũng cảm giác được áp lực. Linh Hư Tử, ta cùng đạo tôn quen biết, cho hắn chỉ điểm, lại từng đạt được huyền hoàng truyền thụ, thiên cảnh cùng ta có ân. Hứa ứng vẻ mặt ôn hòa, nói, tam giới cùng thiên cảnh, có địch nhân chung, hai chúng ta nhà nên liên thủ đối địch. Ngươi làm gì hùng hổ dọa người, bị thương hai nhà hòa khí. Linh Hư Tử không nói lời gì, lại lần nữa thôi động tạo hóa đạo lực, hóa thành một ngụm tạo hóa thần đao, ngang nhiên đánh rớt, quát tam giới đạo Pháp đều là đến từ ta thiên cảnh, có tư cách gì cùng ta bị ngãn liên thủ. Hứa ứng không khỏi tức giận, khóe mắt run run một chút. Ta đã 8 năm chưa từng giết người, chương 1481, xin mời thông thiên tế kiếm. Hứa ứng lúc đầu chính là hung đồ, hơi một tí liền càng ngày càng bạo, chỉ là đi vào bỉ ngạn về sau, cường giả như rừng, lúc này mới trở nên nhu thuận một chút. Hiện tại Linh Hư Tử hai lần hướng hắn xuất đao, diếu võ dương oai, để hắn cũng không nhịn được mắt lộ ra hung quang. Trường đao như luyện, sáng tỏ không gì sánh được, lúc trước Linh Hư Tử xuất đao, đao quang chiếu dọi chỗ, vạn vật đều là biến. Ba tháng không thấy, hắn lại lần nữa xuất đao, không cần đao quang chiếu dọi, vạn vật liền điên cuồng biến hóa. Tạo hóa đạo lực bao phủ chỗ, phảng phất ngay cả đại địa cũng có sự sống, trên đại địa kim thạch cỏ cây, cũng nhao nhao sống lại, cung cấp Linh Hư Tử lực lượng thậm chí ngay cả bầu trời bên trong nhật nguyệt cũng hóa thành có sinh mệnh quái vật khổng lồ đem thái âm thái dương chi lực liên tục không ngừng vào tới rót vào trong đao hắn một đao này uy năng siêu việt lúc trước quá nhiều lúc trước hắn một đao chém xuống liền bị hứa ứng hai ngón kẹp lấy hứa ứng cong ngón búng ra liền có thể đem hắn đẩy lui mà bây giờ hắn trường đao đi tới hứa ứng cũng đã nhận ra nguy hiểm đạo chủ trùng tu thực lực tu vi tăng lên thực sự quá nhanh hứa ứng thể nội hồng nguyên vận chuyển chín đạo nhất thống đạo lực chút xuống tại trên bàn tay nhưng gặp càn khôn điên đảo trên dưới trái phải hoàn toàn xoay chuyển vừa mới linh hư tử một đao kia là chém về phía đầu của hắn hiện tại thì biến thành từ đuôi đến đầu đánh tới cho dù là linh hư tử cũng thay đổi thành đầu dưới chân trên hứa ứng trưởng lực hướng phía dưới nghênh tiếp đao quang trưởng cùng đao va chạm trong nháy mắt bàn tay của hắn lại bị cắt ra một đạo lỗ hổng lớn Bất quá vết thương lập tức khép lại, không có nửa điểm đạo huyết chảy ra. Cái kia tạo hóa thần đao đùng đùng phá toái, linh hư tử bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khen, hứa ứng, người quả nhiên thật bản lãnh, đáng giá ta vận dụng toàn lực. Hứa ứng sắc mặt âm trầm, toàn lực, hắn tiến lên trước một bước, đưa tay lật một cái, liền giống như hỗn độn hải từ không trung rơi xuống, hướng linh hư tử nghiền ép mà đến. Linh hư tử trong lòng giật mình, phồng lên một thân đạo lực, đưa tay đón đỡ, vừa mới tiếp xúc một sát na, bị ép tới một thân xương cốt rung động đùng đùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đạo lực ra trì tự thân lập tức nhục thân càng lúc càng rộng lớn, càng ngày càng hùng tráng. Tu hành không phải lực đạo, nhưng lực lượng lại cử thế vô song, ngạnh sinh sinh nâng lên hứa ứng trưởng lực. Hai chân của hắn cơ bắp không ngừng hở ra, lại hở ra. Hai tay cơ bắp càng là như rồng cuộn quấn, lúc trước hay là cái tuấn tiếu nam tử, hiện tại tựa như cùng đương thời cường đại nhất thần ma. Cho dù là thần ma đại đạo quân, so với cũng nhiều không bì kịp. Đây chính là tạo hóa đạo lực ra chỉ từ thân diệu dụng chỗ, tập tạo hóa chi lực làm một thể, nhưng so sánh thần ma hai đạo. Hứa ứng khom người cúi đầu, thần thông thương khung bộc phát, nhìn vạn đạo thần thông oanh đến. Linh hư tử há miệng hét to, sau đầu tạo hóa động uyên bên trong, ngàn vạn tiên gia bảo vật bay ra, phần lớn là đao thương kiếm kích búa dìu câu xiên loại hình pháp bảo, còn có phi hoàng thạch, lông tên loại hình vật, bay ra một sát na liền đã có được sinh mạng, trên dưới bay múa, nghênh tiếp thần thông thương khung hắn thi triển vậy mà cũng là đại đạo cực cảnh gọi tạo hóa cực cảnh hứa ứng thần thông thương khung cùng hắn pháp bảo trận thế va chạm thời không chôn vùi linh hư tử trong miệng ho ra máu bay ngược mà đi hứa ứng đấm ra một quyền lập tức linh hư tử không gian bốn phía vỡ ra trong chốc lát ngàn vạn cái nắm đấm từ khác nhau phương hướng hướng hắn đánh tới linh hư tử sau đầu tạo hóa động nguyên bên trong quang mang chấp động đột nhiên từng tôn linh hư tử nhảy ra riêng phần mình ngăn cản đem một khích này đón lấy hứa ứng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tạo hóa chi đạo, cái gì gọi là đại đạo đẳng thân. Từ trong tạo hóa động nguyên kia bay ra linh hư tử số lượng càng ngày càng nhiều, nhao nhao phi thân lên, hướng hứa ứng đánh tới. Đột nhiên, chỉ gặp một đạo không gì sánh được sáng tỏ luân hồi hoàn cắt ra thời không, đem tất cả linh hư tử hết thảy đặt vào trong luân hồi. Luân hồi xoay tròn, từng cái linh hư tử nhao nhao hướng trong luân hồi rơi xuống, trong khoảnh khắc từng cái linh hư tử lần lượt chôn vùi. Tạo hóa chi đạo, nội tàng khí vận chi đạo, ta có đại khí vận ra thân, không rơi vào luân hồi. Linh hư tử chân thân thôi động khí vận chi đạo, hóa thành trường đao, lấy yếu thắng mạnh, vậy mà bổ ra luân hồi hoàn, nhảy ra ngoài. Chém ngươi khí vận, hứa ứng cong ngón búng ra, kiếp vận đạo lực bắn ra, đánh xuyên linh hư tử nhục thân, linh hư tử trong lòng bối rối, chỉ cảm thấy chính mình thiên trùy bách luyện khí vận chi đạo không còn sót lại chút gì. Ta ở kiếp trước tuy là đạo chủ, có được đạo chủ kinh nghiệm, nhưng một thế này dù sao vẫn chỉ là bất hủ, không cách nào cùng hắn chống lại hay là đi trước thì tốt hơn linh hư tử thả người nhảy lên xa xa bỏ chạy còn muốn chạy hứa ứng thân thể kho người hé ra thân thể đã trưởng thành đến đỉnh thiên lập địa trình độ năm ngón tay gian rộng ra liền gặp trăm triệu giảm thời không hướng trong tay hắn sụp đổ linh hư tử quay đầu nhìn lại trong lòng hãi nhiên nhưng gặp hứa ứng trong tay liền phảng phất một cái hủy diệt hết thảy hồng nguyên tịch diệt đạo lực ở trong đó điên cuồng xoay tròn xoắn nát hết thảy hắn chỗ thời không cũng bị xé rách hướng hứa ứng trong tay rơi xuống tịch diệt đại đảo hắn luyện thành tịch diệt đại đảo ta sẽ bị luyện hóa hắn ra sức phi hành nhưng mà lại khoảng cách hứa ứng càng ngày càng gần mắt thấy liền muốn rơi vào tịch diệt hồng nguyên bên trong thân tử đạo tiêu bỗng nhiên một đạo trưởng ấn cấp tốc bay tới cùng hứa ứng bàn tay trùng điệp đúng rồi một cái hứa ứng thân thể hơi rung nhẹ lòng bàn tay hồng nguyên chôn vùi lộ ra vẻ kinh ngạc tiên thiên cửu đạo bên trong hồng mông đại đảo Đạo trưởng ấn kia bên trong tích chứa chính là hồng mông đạo lực, hồng mông tích hỗn độn, diễn vô cực, uy lực cực mạnh, hứa ứng tịch diệt hồng nguyên cũng bị đối phương lấy hồng mông đạo lực chôn vùi, người tới thực lực, so linh hư tử còn mạnh hơn rất nhiều. Một đạo màu hồng nhà thân ảnh bay tới, giữ chặt linh hư tử, lui về phía sau, cùng hứa ứng kéo dài khoảng cách. Hứa đạo hiếu, linh hư tử có nhiều đắc tội, mong rằng hứa đạo hiếu bất kể hiềm khích lúc trước. Người kia là nữ tử, váy dài như liên rủ xuống, đi lại thời điểm không nhìn thấy bước chân, hình thái liền giống như hoa sen nở rộ, cực kỳ lộng lẫy. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, lại là một cái người thiên cảnh, nghĩ đến cũng là thiên cảnh đạo chủ. Hắn còn không muốn cùng thiên cảnh đạo tôn trở mặt, lúc này kiềm chế trong lòng ngực sát khí, nói, "Linh hư tử vô duyên vô cớ hai lần hướng ta ra tay, chiêu pháp ngoan độc, hận không thể lấy tính mạng của ta, nếu không có ta còn có chút bản sự, liền muốn chết ở trong tay của hắn." Bất kể hiềm khích lúc trước, ta còn không có đại độ như vậy bất quá xem ở cô nương phân thượng, tha cho hắn lần này. Linh hư tử đang muốn nói chuyện, qua một tiếng phun máu phè phè. Cái kia nữ tử váy sen thấy thế, vội vàng kiểm tra đạo thương của hắn, không khỏi khẽ nhíu mày. Linh hư tử đạo thương rất là phiền phức, hắn dù chưa bị tịch diệt hồng nguyên thôn phệ, lại bị tịch diệt đại đạo xâm nhập thể nội, lưu lại không nhỏ tai họa ngầm. Đạo thương của hắn hại không chỉ như thế, còn có kiếp vận đại đạo tạo thành thương thế, nạo linh hư tử tại khí vận phía trên tu vi, cho tạo hóa đại đạo tạo thành không nhỏ tổn thương. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn còn lưu lại có hỗn độn chi khí. Ngươi không có chuyện trêu chọc hứa ứng làm cái gì? Nữ tử váy sen cũng không biết nên như thế nào phá giải những đạo thương này, xem hứa ứng thái độ, chắc chắn sẽ không giúp linh hư tử chữa thương, nhưng cũng may linh hư tử trong lúc nhất thời còn không có tính mệnh mà lo lắng. Linh hư tử, ngươi rời đi trước." Nữ tử váy sen nói nhỏ. Linh hư tử áp chế thương thế, hung hăng chừng hứa ứng một chút, thả người rời đi nữ tử váy sen tiến lên, áy náy nói, linh hư tử xử sự, sự lỗ máng, ta thay hắn hướng hứa đạo hữu bồi cái không phải. Hứa ứng cũng không ngăn cản, trực tiếp chịu nàng thi lễ, nói, đạo huynh xưng hô như thế nào. Lại là làm sao biết hứa mỗ, nữ tử váy sen cười nói, thiếp thân cung tiệp huyên, đạo hiệu liên xu Hứa đạo hữu tên, sớm tại thiên cảnh đại đạo khôi phục mới bắt đầu, ta cũng đã từ đạo tôn nơi đó có chỗ nghe thấy. Về sau đạo tôn truyền pháp, ta tiến đến nghe giảng, lại nghe được hứa đạo hữu tiến về thiên cảnh cùng đạo tôn biện pháp luận đạo, cho nên đối với hứa đạo hữu khắc sâu ấn tượng. chương 1482, hứa ưng á một tiếng, thì ra là thế. Cung cô nương, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Cung cô nương năm đó là đạo chủ, cung tiệp huyên lắc đầu nói cũng không phải là đạo chủ. Ta tu tập hồng mông đại đạo, cũng không tới kịp chứng đạo đạo chủ, liền bị hóa đi một thân tu vi, chỉ có đạo hạnh. Hai người cùng nhau mà đi, rời đi nơi đây, hứa ứng dò hỏi, bất hủ cảnh cũng có thể tại thiên địa đại đạo khôi phục lúc phục sinh a. À. cung tiệp huyên cười nói, tự nhiên có thể. bất hủ giả, thân giữ đạo đồng, đại đạo đẳng thân, đại đạo thủy chiều xuống lúc thiên địa đại đạo đều là tùy theo mà hóa thành hư ảo, bất hủ giả cũng không thể ngoại lệ. chờ đến đại đạo thủy chiều lên, thiên địa đại đạo khôi phục, bất hủ giả cũng sẽ tùy theo mà phục sinh. hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu, hỏi ra nghi ngờ của mình, nói thiên cảnh đại đạo khôi phục tu vi của các ngươi đều có thể tùy theo mà khôi phục, như vậy lại vì sao muốn đi vào bỉ ngạn tu hành? Bỉ ngạn dù sao muốn so thiên cảnh hung hiểm rất nhiều. Cung tiệp huyên nói, đạo tôn nói, trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách, nếu là tứ đại đạo chủ cùng một chỗ tiến về thiên cảnh, người thiên cảnh đều phải chết. Bởi vậy đạo tôn để cho chúng ta tiến vào bỉ ngạn tu hành. Huống hồ biết người biết ta bách chiến bách thắng, chúng ta tiến vào bỉ ngạn, cũng có thể hiểu rõ bỉ ngạn đạo pháp tiến cảnh. Hứa ứng giật mình, liên tục gật đầu cung tiệp huyên nói hứa đạo hiếu đạo pháp tiến bộ thần tốc nghe nói đạo tôn cùng ngươi luận đạo lúc đạo pháp của ngươi thành tựu còn không phải như thế nào cao minh không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy đi qua tu vi thực lực của ngươi thế mà đã cao đến loại trình độ này khiến cho người khâm phục hứa ứng khiêm tốn nói nếu không có đạo tôn chỉ điểm ta cũng không trở thành như vậy đột nhiên tăng mạnh đạo tôn giáo hóa tri ân hứa ứng suốt đời khó quên cung tiệp huyên cười nói đạo tôn thương tài như mạng cầu tài như khát nước nhìn thấy người thiên phú cực cao, tự nhiên là dốc lòng chỉ điểm. nàng dừng một chút, nói thân phận ta có chút mẫn cảm, liền không cùng đạo hữu nói chuyện nhiều. cáo từ, cáo từ, hứa ứng không người. hai người từ biệt, riêng phần mình đi xa. cung tiệp huyên quay đầu, xa xa nhìn về phía hứa ứng rời đi phương hướng, nhíu mày, thấp giọng nói, hứa ứng tiến cảnh nhanh như vậy, đạo pháp bay lên, khó tránh khỏi sẽ đem hắn biết đạo pháp truyền đến trong tam giới đi. tam giới sẽ trở thành thiên cảnh một gái khác bỉ ngạn a. À. Hứa ứng từ biệt cung tiệp huyên đằng sau, sắc mặt âm tình bất định, trù trừ một lát, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, không có đi kế tiếp cấm khu tìm kiếm thái nhất đại đạo quân, mà là hướng Bích Du Cung mà tới. Bích Du Cung cũng không tại đạo kỳ thiên, mà là tại bỉ ngạn thế gian biên tùy thiên ngoại, chỗ xa xôi, là vùng đất nghèo nàn. Hứa ứng đi vào Bích Du Cung bên ngoài, chỉ gặp tòa này Bích Du Cung bị sát phạt chi khí bao phủ, cực kỳ nặng nề, hiển nhiên những năm này thụ bỉ ngạn kiếp vận ảnh hưởng, sát phạt chi đạo cũng từ nước lên thì thuyền lên, Hứa Ứng khom người nói, "Thông Thiên đạo huynh, Hứa Ứng cầu kiến." Cửa cung mở ra cao gầy cao đạo nhân áo xanh đi ra, ăn nói có ý tứ, nói, "Hứa đạo hữu khó được tới gặp cố nhân, xin mời." Hứa Ứng theo hắn đi vào trong cung, chỉ gặp trong cung này Thanh Lương, không có yên hỏa khí tức, hiển nhiên chỉ có lão đạo này một người định cư ở đây. Hứa Ứng dò hỏi, "Đạo huynh gần đây phải chăng ra ngoài qua?" Chưa từng từng đi ra ngoài, "Thông Thiên đạo nhân đạo, ta không cần ra ngoài, thiên hạ sát phạt động tính." khó mà giấu giếm được tai mắt của ta. Cái này bị ngạn kiếp vận sâu nặng, sát phạt nổi lên bốn phía, đạo chủ cũng khó tránh khỏi thân ở trong kiếp, kiếp vận khó tiêu, sớm muộn muốn lên sát kiếp. Ta làm sát phạt đạo chủ, nên tỏa trấn ở đây, vì tương lai làm chuẩn bị. Hắn dò xét hứa ứng một chút khẽ nhíu mày, nói, hứa đạo hiểu, người sát phạt thành đạo, những năm gần đây nhưng không thấy tiến bộ. Bây giờ ta sát đạo đại hưng, người coi lĩnh ngộ giữa vũ trụ này túc sát chi khí, mới có thể tiến thêm một bước hứa ứng bái tạ nói đa tạ chỉ điểm tiểu đệ lần này đến có cái yêu cầu quá đáng thông thiên đạo chủ nhìn chăm chú lên hắn không nói gì hứa ứng tiếp tục nói ta muốn xin mời hư hoàng ngọc hư ngọc thanh các loại đạo huynh rời đi thiên cảnh trở về tam giới lại sợ bọn hắn trả lại đi trên đường sẽ gặp người truy sát bởi vậy muốn mời đạo huynh tương trợ thông thiên đạo chủ đạo hoa đạo chủ bọn người muốn biết tam giới phương vị nếu là biết được bọn hắn dự định trở về tam giới, chắc chắn sẽ không ngăn cản, sẽ chỉ đi theo. Hắn nói đến đây, liền không có tiếp tục nói hết. Hứa ứng do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói ta hoài nghi đuổi giết bọn hắn, không phải hoa đạo chủ bọn người. Hắn dừng một chút, không người nói, việc này quan hệ hư hoàng đám người tính mệnh, cùng bọn hắn mang về tam giới truyền thừa, tư sự trọng đại, không dung ta không cẩn thận làm việc. Ta cũng không dám khẳng định, sẽ hay không có truy binh, bởi vậy chỉ có thể làm phiền đạo hiếu. Thông thiên đạo chủ nhãn trung hàn mang lóe lên, nói ta đã biết. Người kia, có chút khó khăn, nhưng ta sẽ ra tay, hứa ứng lại bái. Thông thiên đạo chủ không tiếp tục để ý hắn, mang tới chu tiên kiếm, toàn tâm toàn ý tế luyện kiếm này. Chuông lớn vốn là muốn cùng mình tên đệ tử này trò chuyện chút, thấy thế đành phải thôi. Hứa ứng không có nóng lòng rời đi bích du cung, mà là tại trong cung tòa hạ, nguyên thần xuất khiếu, trốn vào hư không, thôi động hư không bội, bất quá một lát liền tới đến hư không giới. Hư không giới bên trong, còn có chút tam giới tử đệ cầu học, nghiên cứu đạo Pháp, ngọc hư đạo tổ bọn người thỉnh thoảng sẽ tới đây giảng bài. Hứa ứng chờ đợi mấy ngày, thái ất thiên tôn tiến vào hư không giới, chuẩn bị giảng bài, nhìn thấy hứa ứng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói, hứa đạo hiếu, nhiều chút thời gian không thấy. Hứa ứng không lo được hàn huyên, nói, đạo huynh, có thể hay không xin mời hư hoàng đến đây một chút có chuyện quan trọng thương lượng thái ất thiên tôn gặp hắn sắc mặt ngưng trọng lúc này liền muốn trở về tìm hư hoàng hứa ứng nói đạo huynh đi gặp hư hoàng lúc không nên hoảng hốt tận lực thong dong thái ất thiên tôn trong lòng buồn bực nhưng vẫn là theo lời đi qua không lâu hư hoàng nguyên thần đi vào hư không giới hứa ứng nói chịu xin mời hư hoàng mang theo chư vị đạo tổ phật tổ ngay hôm đó trở về tam giới hư hoàng không hiểu nói chuyện gì vội vàng như thế chúng ta cũng vẫn muốn trở về nhìn xem nhưng đạo tôn luôn luôn giữ lại nói thiên cảnh chưa ổn cần chúng ta hỗ trợ chống cự bỉ ngạn chúng ta một thân đạo pháp được từ thiên cảnh nếu là tùy tiện rời đi chẳng phải là có phụ sở học hứa ứng nói bỉ ngạn cùng thiên cảnh lập thành hỗn độn thể ước không cần lo lắng bỉ ngạn xâm lấn ngược lại là tam giới sắp mắc cạn bỉ ngạn ta sợ tam giới không có cường giả tỏa trấn cho nên muốn xin mời chư vị trở về tỏa trấn hư hoàng nghe vậy nói đã như vậy như vậy ta liền hướng đạo tôn chào từ giã. Hứa ứng đè lại tay của hắn, nói, việc này tốt nhất đừng kinh động đạo tôn, kinh động đến hắn, hắn nếu là tiếp tục giữ lại ngược lại không đẹp. Các ngươi sau khi trở về, lập tức đi ngay. Hư hoàng nhìn thẳng đôi mắt của hắn, nói, đến cùng chuyện gì? Hứa ứng cười nói, không phải việc đại sự gì, bất quá các ngươi tiến vào hỗn độn hải về sau, nếu là gặp được sau lưng xuất hiện kỳ dị đạo quang, không nên dừng lại, một mực hướng tam giới đi, tự sẽ có người giúp các ngươi ngăn lại. Hư hoàng nhíu mày, nhưng vẫn là theo lời xuống dưới chuẩn bị. Hứa ứng nguyên thần trở về nhục thân, đứng dậy, buông xuống một chiếc thúy nham lâu thuyền, nói, làm phiền đạo huynh. Thông thiên đạo chủ chạm đứng dậy đến, thản nhiên nói, người cứ việc đi thôi. chương 1483, một kiếm thông thiên. Hứa ứng đi ra bích du cung, trong lòng vẫn không quá yên tâm. Dù sao cũng là chỉ đạo ta tiền bối tiên hiền, có lẽ là ta quá đa nghi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hư hoàng đại đạo quân lặng lẽ thông chi Thái Thanh, Ngọc Thanh bọn người, đám người nghe nói muốn đi, riêng phần mình đều có chút kinh ngạc. Ngọc hư đạo tổ nói, không thông báo đạo tôn một tiếng mới đi sao. Đạo tôn dù sao đối với chúng ta có ân, hư hoàng lắc đầu nói, hay là không thông chi, chúng ta nhiều lần muốn đi, luôn luôn bị đạo tôn lấy các loại lý do ngăn lại. Cùng lại bị cản một lần, không bằng giấu diếm hắn, vụng trộm chạy đi. Đám người tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là đạo lý này. Bọn hắn lần thứ nhất lúc ta muốn đi, đạo Tôn sai người đến đây khóc lóc kể lể, cầu bọn hắn mau cứu Bỉ Ngạn. Lần thứ hai lúc ta muốn đi, đạo Tôn tự mình ra mặt giữ lại, muốn truyền thụ cho bọn hắn thiên cảnh tuyệt học. Lần thứ ba lúc sắp đi, đạo Tôn đưa ra thiên cảnh cùng tam giới liên minh, cộng đồng đối kháng Bỉ Ngạn. Bọn hắn đành phải lần lượt bỏ đi ý nghĩ rời đi, lưu tại thiên cảnh vì thiên cảnh xuất lực. Lần này nếu như muốn đi, bị đạo Tôn biết chỉ sợ đạo tôn còn sẽ có những lý do khác để bọn hắn không cách nào trở về. Tốt, như vậy chúng ta liền về tam giới. Đám người thương nghị đã định, đột nhiên Thái Ất Thiên Tôn nhớ tới tổ thần, nói, như vậy, phải chăng nên biết sẽ tổ thần, để hắn cũng trở về tam giới. Hư Hoàng cười nói, tổ thần bây giờ là thiên cảnh cổ thần, đối với thiên cảnh đại đạo khôi phục có thống ngự cổ vũ chi công, có hắn tại, có thể dự cảnh bị ngạn đột kích. Hắn tốt nhất vẫn là lưu ở nơi đây, miễn cho thiên cảnh bị bị ngạn đánh hạ đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Tuy nói bị ngạn cùng thiên cảnh lập thành hỗn độn thể ước, nhưng phát hạ thể ước người lại là hoa đạo chủ một người. Nếu như bị ngạn bỏ qua hoa đạo chủ tính mệnh, trái với thể ước, chết cũng bất quá là hoa đạo chủ mà thôi. Bởi vậy thiên cảnh hay là có hủy diệt nguy hiểm, tổ thần lưu tại nơi này, hoàn toàn chính xác có thể bảo vệ thiên cảnh an toàn. Tổ thần muốn đi, động tính quá lớn, khẳng định sẽ bị đạo tôn nhìn thấu. Chúng ta trực tiếp khởi hành, không cần quản hắn đám người riêng phần mình lưu lại một bộ hóa thân, bắt trước nhất cử nhất động của mình, lập tức khởi hành tiến về hỗn độn hải. Thiên cảnh cùng bị ngạn hai đại vũ trụ mắc cạn, thiên cảnh bị bị ngạn thôn vệ phần lớn tinh không, khoảng cách hỗn độn hải lại là không xa, lấy cước lực của bọn hắn, hơn 10 ngày liền có thể đuổi tới hỗn độn hải. Đến lúc đó, tế gia thúy nham lâu thuyền, dương buồm xuất phát, căn cứ hứa ứng lưu tại trong lâu thuyền lạc ấn, liền có thể trở về tam giới. Sư Ngọc Đình những năm này một mực đi theo hư hoàng tu luyện, ngày hôm đó cầu học trở về, trở lại tuyền cơ thành, trên mặt vẻ nghi hoặc. Tuyền cơ thành thành chủ chính là thiên cảnh một vị khác đạo chủ, gọi bế phi nương nương, đối với hắn có chút yêu thích, gặp hắn nghi hoặc, dò hỏi, Ngọc Đình chuyện gì sầu lo. Sư Ngọc Đình nói, ta đi gặp hư hoàng lão sư, luôn cảm thấy hắn có chút cổ quái, không giống chân nhân. Mấy ngày nay, ta còn gặp qua thái ất thiên tôn bọn người, mấy vị này lão sư cũng có chút kỳ quái. Bế phi nương nương nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, tới tìm hư hoàng, cùng hư hoàng nói mấy câu, liền cáo từ rời đi. Nàng vội vã tới gặp đạo tôn, nói, hư hoàng là một bộ hóa thân, xem ra hắn đã chạy. Đạo tôn kinh ngạc vạn phần, nói thế nhưng là tổ thần vẫn còn ở đó. Bọn hắn sao lại bỏ xuống tổ thần, bế phi nương nương nói, đạo tôn tiến đến, xem xét liền biết. Đạo tôn thế là đến xem hư hoàng, chỉ nhìn một chút, liền biết chuyện ẩn ở bên trong. Hư hoàng bọn người gắng sức đuổi theo, đi hơn 10 ngày, phía trước hỗn độn hải đang nhìn, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy phía trước một cái áo vàng thân ảnh sừng sững, chính là thiên cảnh đạo tôn. Hư hoàng đi ra phía trước, hướng thiên cảnh đạo tôn chào. Đạo tôn thở dài, các vị đạo hiếu, các người đây là ý gì? Không rên một tiếng liền đi không từ giã, là ta có cái gì làm không đúng địa phương a? À. Các vị đạo hiếu nhưng xin mời chỉ trích đi ra, ta nhất định sửa lại. Hư hoàng cười nói, cùng đạo tôn không quan hệ, mà là chúng ta quả thực nhớ nhà tình thiết chúng ta rời đi tam giới, đã hơn 600, năm, đến bỉ ngạn về sau, liền một mực lưu tại thiên cảnh, bảo hộ thiên cảnh. Bây giờ tam giới khoảng cách bỉ ngạn đã rất gần, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ cùng bỉ ngạn gặp phải. Chúng ta cũng nên trở về, bảo hộ tam giới. Thì ra là thế, đạo tôn cười nói, các người tâm niệm tam giới, muốn bảo hộ tam giới, là đương nhiên, nhân chi thường tình. Bất quá, 600, năm đều đến đây, còn kém cái này trăm ngàn năm các vị đạo hiếu không bằng lưu ở nơi đây đợi cho tam giới mắc cạn lại trở về cũng không muộn khi đó chư vị tất nhiên đã vun trồng ra một nhóm lớn cao thủ thiên cảnh cùng bỉ ngạn liền có thể góc cạnh tương hỗ bỉ ngạn liền tại sừng phía dưới hư hoàng nói tam giới nhỏ yếu chỉ sợ không thành được một chi khác sừng tam giới lớn mạnh mới có thể cùng thiên cảnh cộng đồng đối kháng bỉ ngạn đạo tôn gặp hắn đã quyết định đi trầm ngâm một lát sảng khoái nói đã như vậy như vậy ta liền không ép ở lại chư quân chư vị mời hư hoàng bái tạ nói không dám quên ơn tài bồi thái thanh ngọc thanh mấy người cũng tiến lên bái tạ đạo tôn hoàn lễ cười nói đạo chính là người trong thiên hạ chi đại đạo cũng không phải là một mình ta chi đạo ta truyền thụ cho các ngươi cũng chỉ là đem đạo còn cho người trong thiên hạ mà thôi hư hoàng cáo từ đem người rời đi đạo tôn đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa sau một lúc lâu phía sau truyền đến bế phi nương nương thanh âm nói đạo tôn bọn hắn lần này đi, ta sợ tương lai tam giới sẽ trở thành một cái khác bỉ ngạn. Năm đó bỉ ngạn mắc cạn, một thân đạo Pháp thấp, chúng ta truyền thụ đạo Pháp, bỉ ngạn lúc này mới hưng thịnh cường đại. Bọn hắn không nghĩ báo ân, ngược lại đối với chúng ta thống hạ sát thủ, đến mức người thiên cảnh cơ hồ diệt tuyệt. Nàng chậm rãi đi tới, đứng tại đạo tôn sau lưng, nói, đạo tôn, tam giới tương lai sẽ mắc cạn bỉ ngạn, chúng ta cùng bọn hắn hợp lực diệt trừ bỉ ngạn, vậy liền biến thành tam giới mắc cạn tại thiên cảnh bên cạnh làm sao biết tam giới hành động, không sẽ cùng bị ngạn một dạng. Đạo tôn trầm mặc, bế phi nương nương còn định nói thêm, đạo tôn đưa tay, ngừng nàng, nói ta tự có tính toán. Bế phi nương nương đành phải nhịn xuống, hư hoàng đám người đi tới hỗn độn hải biên giới, tế lên thúy nham lâu thuyền, thả thuyền vào biển. Đám người lên thuyền, lái vào minh mông trong hỗn độn hải. Hư hoàng thôi động trên lâu thuyền lạc ấn, thuyền này liền tự động hướng tam giới chạy tới. Hứa đạo hữu đã phân phó, chúng ta đi thuyền về tam giới, khả năng phía sau sẽ có biến cố. Nếu là có kỳ dị đạo quang, chúng ta tuyệt đối không thể quay đầu. Hư Hoàng nói, chư vị ghi nhớ, không được vi phạm. Đám người không khỏi cực kỳ kinh ngạc, riêng phần mình liếc nhau. Thái Thanh nói, đạo huynh, cái này kỳ dị đạo quang lai lịch ra sao? Hứa đạo hữu tại sao lại sớm biết được nó sẽ xuất hiện? Hư Hoàng ánh mắt chấp động, nói ta không muốn đoán đạo quang này lai lịch, chư vị tốt nhất cũng đừng đoán nếu là quả có đạo quang không quay đầu lại là được thái thanh bọn người nghe vậy riêng phần mình có chỗ suy đoán đồng đều giữ im lặng lâu thuyền ở trong hỗn độn hải chạy được thật lâu từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì biến cố phát sinh thời gian dần qua hư hoàng mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra nếu là vô sự phát sinh tất nhiên là tốt nhất trong lòng của hắn thầm nghĩ bỉ ngạn biên thùy trong hỗn độn hải khắp nơi sinh trưởng đều là xa la thụ những cây cối này đã sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm Cổ thụ sợi dễ từ trong hỗn độn hải hấp thu năng lượng, mỗi một gốc sa la thụ so một cái tinh cầu còn muốn khổng lồ rất nhiều. Đại thụ ở giữa vừa dài lấy cây nhỏ, đang có rất nhiều tu sĩ leo lên đến trên cây, ngắt lấy sa la thụ trái cây. Loại trái cây này có thể dùng đến trồng trọt mới sa la thụ, là bị ngạn tìm kiếm vũ trụ khác thiết yếu bảo vật. Bất quá những cây này thực sự quá lớn, lại tới gần hỗn độn hải, đến hỗn độn chi đạo đạo khí từ trên cây diễn sinh ra một loại tuyết trắng côn trùng, gọi là minh trùng, thể như bạch long, giỏi về du tẩu ẩn nấp, có thể ăn người. Những tu sĩ này ở trên tàng cây hái quả, hơi không chú ý liền sẽ bị minh trùng ăn hết. Còn có một loại huyết bức, lấy minh trùng làm thức ăn, huyết bức xuất quỷ nhập thần, phi hành thời điểm thường thường trên không trung lưu lại một đạo hồng quang. Các tu sĩ liền thừa dịp hồng quang thời điểm xuất hiện, leo lên xa la thụ, đi ngắt lấy trái cây. Ngày hôm đó, mấy trăm vị tu sĩ đi vào xa la thụ lâm, xa xa dừng lại, hướng trong rừng cây nhìn quanh. Bọn hắn không dám áp sát quá gần, nếu bị minh trùng ngửi được khí tức, liền sẽ đánh tới ăn người. Bất quá, bốn phía rừng cây một mảnh vắng vẻ, huyết bức cũng chưa xuất hiện. Những này huyết bức học thông minh, lúc trước đều là chủ động đi tìm minh trùng ăn, nhưng từ khi tu sĩ chúng ta bắt đầu ngắt lấy trái cây về sau, bọn chúng liền phát hiện có chúng ta xuất hiện địa phương, liền nhất định có minh trùng đến ăn chúng ta. Một vị lớn tuổi tu sĩ kinh nghiệm phong phú, hướng một bên mới tới tu sĩ nói, cho nên chúng ta lại tới đây lúc huyết bức thường thường liền tiềm phục tại phụ cận, không đi tìm tìm minh trùng, chờ lấy minh trùng đến ăn chúng ta. chương 1484, mới tới tu sĩ khó hiểu nói, như vậy, làm sao dẫn xuất minh trùng? Bắt mấy cái người xứ khác, ném qua đến liền có thể dẫn xuất minh trùng, minh trùng xuất hiện, huyết bức tự nhiên xuất hiện, chúng ta liền có thể thuận lợi hái trái cây. Lớn tuổi tu sĩ nói, gần nhất bị ngạn bộc phát kiếp vận, người xứ khác không đáng tiền. Một bên đang có người ép mấy cái vũ trụ khác tu sĩ, chuẩn bị đem mấy người kia ném qua đi, lúc này một chiếc thúy nham lâu thuyền lái tới, thẳng từ giữa bọn hắn xuyên qua, lâu thuyền thẳng đến xa la thụ lâm mà đi. Trên lâu thuyền kia, đứng đấy một vị thân hình thon gầy lão giả ảo xanh, sừng sững ở đầu thuyền, đối với dấu ở trong rừng rậm huyết bức cùng minh trùng làm như không thấy. Một đám tu sĩ vừa mừng vừa sợ, chịu chết đến rồi. Bọn hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ gặp lão giả áo xanh kia đưa tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức vô biên vô tận xa la thụ lâm hướng hai bên tách ra, Tựa như từng khỏa cây sau một bóng bị đẩy ra, lộ ra một đầu nối thẳng hỗn độn hải con đường. Trên cây vô số huyết bức cùng minh trùng bị kinh động, Mạn Thiên Phi Vũ. Lão giả áo xanh kia đột nhiên rút kiếm, toàn bộ Bỉ Ngạn Vũ trụ Túc sát chi khí, bị màu xanh biếc kiếm quang điều động, chen chúc mà đến. Đó là Vũ trụ Túc sát chi khí, có thể phạt hết thảy đại đạo lực lượng, tràn vào màu xanh biếc trong kiếm quang. Oanh, thô to không gì sánh được kiếm quang đâm vào trong hỗn độn hải trong khoảnh khắc đem hỗn độn hải xuyên qua không biết bao nhiêu vạn dặm một đám tu sĩ ngơ ngác nhìn một màn này chỉ gặp lão giả áo xanh kia lái thuyền lái vào hỗn độn hải vỡ ra trong thông đạo màu xanh biết kiếm mang tại đạo kia đường hầm to lớn bên trong lưu truyền thật lâu không thôi đó là người nào bọn hắn lẩm bẩm nói có người đột nhiên nhớ ra cái gì đó thất thanh nói hắn là bích du cung thông thiên đạo chủ bị ngạn vị thứ tư đại đạo chúa tể thông thiên đạo chủ sừng sững tại trên lâu thuyền Chu tiên kiếm bay múa, dưới khống chế của hắn, duy trì thông đạo bất diệt. Hắn không có chủ động khống chế chiếc lâu thuyền này hướng đi, chỉ là tùy ý lâu thuyền mang theo chính mình tiến lên. Hắn chỉ phụ trách mở thông đạo mà thôi. Đầu thông đạo này liên tiếp lấy bỉ ngạn, làm cho cả bỉ ngạn sát phạt chi khí, làm hậu thuẫn của hắn. Hắn biết người kia cực mạnh, mạnh đến khó có thể đối phó trình độ, nếu như thoát ly bỉ ngạn kiếp vận, chính mình chỉ sợ căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Một chiếc khác trên lâu thuyền hư hoàng bọn người một mực không có gặp được dị trạng gì, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta hẳn là chạy qua bỉ ngạn đi, Ngọc Hư đạo tổ dò hỏi. Đột nhiên, trong hỗn độn hải sóng cả trượt hiện, trong biển này bốn phía đều là hỗn độn chi khí, giờ phút này hậu phương hỗn độn chi khí liền giống như là đóa đóa mây đen giống như nghiền ép lên đến, trong mây mù truyền đến trận trận đạo âm, giống như là dị thú tiếng giống. Trong lòng mọi người giật mình, đang muốn xuất thủ chống cự hỗn độn hải sóng cả, nhưng vào lúc này, một loại kỳ dị đạo quang, thế mà xuyên thấu hỗn độn chi khí, từ phía sau truyền đến. Thật có loại này đạo quang, thái thanh đạo tổ bọn người vội vàng riêng phần mình quay đầu, nhưng ngay lúc quay đầu trong nháy mắt, hay là nhìn thấy cái kia xuyên thấu hỗn độn chi khí trong đạo quang, đang có một thân ảnh hướng bên này đi tới. Bọn hắn trong lòng thình thịch nhảy loạn, nhục thân vượt ngang hỗn độn hải, đuổi theo lâu thuyền, nó đại đạo quang huy, có thể xuyên qua hỗn độn chi khí, đây là cỡ nào tồn tại. Nhưng càng thêm mấu chốt chính là, người này truy kích bọn hắn lâu thuyền ý muốn như thế nào từ phía sau truyền đến đạo quang bộc phát sáng rực trong tia sáng kia thân ảnh cũng càng ngày càng gần hư hoàng bọn người đạo tâm dao động mỗi lần muốn quay đầu hướng về sau nhìn nhưng đều nhẫn nại xuống tới không nhìn bộ mặt của hắn không thấy rõ hắn là ai như vậy liền còn có lượn vòng chỗ trống nhìn bộ mặt của hắn liền không thể quay lại khả năng hư hoàng phi tốc truyền âm nói hứa đạo hữu nói hắn đã an bài thỏa đáng vậy liền nhất định sẽ an bài thỏa đáng lúc này một đạo màu xanh biết kiếm quang xảy ra bất ngờ mở ra hỗn độn chi khí từ bọn hắn lâu thuyền bên cạnh sượt qua người hư hoàng bọn người lần theo đạo kiếm quang này nhìn lại chỉ gặp kiếm quang kia nơi phát ra đúng là một chiếc thúy nham lâu thuyền trên thuyền đứng vững vàng một vị dung mạo cao cổ lão giả mà chiếc lâu thuyền này đúng là bồng bềnh tại một đầu kiếm khí xuyên qua trong thông đạo cuối lối đi nhật nguyệt tinh thần cùng bỉ ngạn đại lục đập vào mi mắt đến từ bị ngạn sát phạt chi khí như liệt hỏa nấu dầu tai kiếp vận bên trong lớn mạnh hóa thành dung chuyển hỗn độn hải lực lượng hướng phía sau bọn họ trong đạo quang thân ảnh đánh tới thông thiên kiếm chủ hư hoàng kinh ngạc nói đối với vị này thông thiên kiếm chủ người tam giới kỳ thật đều biết không nhiều có rất ít người biết lai lịch của nó chỉ biết là là cái tính tình cổ quái lão đầu định cư tại tổ đình tây bắc có một tòa bích du cung cũng không thích cùng ngoại nhân lui tới hắn tinh thông kiếm đạo nhưng là đến đây cầu đạo người một mực không thu, dần già liền không người sẽ cùng hắn kết giao. Nhưng hư hoàng lại biết thông thiên kiếm chủ nhưng thật ra là yêu đình cùng người đời sau tộc tiên đình tiền bối, hắn là long đình thời đại người. Chính là bởi vì vượt qua long đình thời đại, chứng kiến ba khối thúy nham diệt thế lịch sử, thông thiên kiếm chủ mới trở nên tính tình quái gở quái đản. Hứa đạo hữu nói ngăn trở kỳ dị đạo quang người, lại là hắn. Trên hai chiếc thuyền này đều có hứa ứng lạc ấn, hứa ứng ở trên thuyền bố trí xuống khác biệt lạc ấn, chỉ cần thôi động lâu thuyền, hai chiếc lâu thuyền liền sẽ ở trong hỗn độn hải gặp nhau. Hai chiếc lâu thuyền giao thoa mà qua, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi trên người thông thiên đạo chủ, thông thiên đạo chủ lại mắt không ngó hai bên, chăm chú nhìn trong tia sáng kia thân ảnh. Hư hoàng, thái thanh bọn người chỉ cảm thấy phía sau đạo quang đột nhiên trở lên lớn thịnh, kiếm quang lại cũng xuyên thấu hỗn độn chi khí, tại phía trước bọn họ bắn ra ra hào quang rực rỡ. Nếu như đuổi giết chúng ta người là vị tồn tại kia mà nói, thông thiên kiếm chủ thật sự có nắm chắc còn sống sót a à. Hư hoàng bọn người trong lòng chiếu nặng, dù là thông thiên đạo chủ là sát phạt chi đạo đắc đạo, dù là mượn nhờ bị ngạn kiếp vận, chỉ sợ cũng không phải vì tồn tại kia đối thủ. Bọn hắn khoảng cách trong hỗn độn chiến trường càng ngày càng xa, nhưng kiếm khí cùng đạo quang lại càng mãnh liệt, xuyên thấu hỗn độn hải, chiếu dọi tại thuyền của bọn hắn bên trên, đem thuyền bóng ma quăng tại phía trước hỗn độn chi khí bên trên. Thông thiên kiếm chủ, đừng lại liều mạng. Ngọc Hư đạo tổ thấp giọng nói, không cần cho chúng ta mà bỏ mạng. Lúc này, trong Hỗn Độn Hải bỗng nhiên truyền đến keng keng tiếng chuông, từ xa mà đến gần, hướng về bên này mà tới. Thanh âm này, Hư Hoàng kinh ngạc nói, là chiếc kia trong Hỗn Độn Hải kỳ chuông tiếng chuông. Đám người cố gắng nhìn lại, nhưng phía trước hỗn độn minh mông, nhìn không rõ. Đối với ngụm này ở trong Hỗn Độn Hải xuất quỷ nhập thần chuông lớn, bọn hắn nghe tiếng đã lâu, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Mà tại bọn hắn hậu phương, kỳ dị đạo quang đột nhiên phi tốc lui lại, rất nhanh liền biến mất vô tung. Tiếng chuông càng ngày càng gần, hư hoàng bọn người từ xa nhìn lại, chỉ gặp một chiếc khác thúy nham lâu thuyền hướng bên này lái tới, đầu thuyền treo một ngụm màu xanh biếc chuông lớn. Hứa ứng đứng tại dưới chuông, chính đem chiếc chuông lớn kia gõ đến keng keng rung động. Chương 1485, môn đồ. Hư hoàng bọn người nhìn xem hứa ứng khu thuyền tiếp cận, riêng phần mình liếc nhau. Thái thanh đạo tổ nói nhỏ, mượn hỗn độn chủ chuông tên tuổi, kinh sợ thối lui vị tồn tại kia, chỉ sợ là không nhỏ nhân quả a. À. Chọc phải hỗn độn chung, liền không sợ chết a. À. Hư Hoàng phun ra một ngụm chọc khí, hướng Hứa ứng nói, "Hứa đạo tổ, mau mau đem cái chuông này thu lại, không cần gõ lại." Hứa ứng đình chỉ gõ chuông, chuông lớn phi tốc thu nhỏ, chui vào hắn trong động nguyên. Ngọc Hư đạo tổ vội vàng nhìn bốn phía, không có phát hiện hỗn độn chung bay tới đem Hứa ứng gõ chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chư vị đạo huynh, không tiến, hứa ứng không người bái biệt, hứa đạo hiếu, dừng bước, hư hoàng bọn người nhao nhau hoàn lễ, hai chiếc thuyền thác thân mà qua, hứa ứng phất tay, cảm xúc bành trướng chập trùng, hư hoàng, thái thanh bọn người lần này trở về, mang về bỉ ngạn cùng thiên cảnh tuyệt học, thế tất có thể đem tam giới đạo pháp tăng lên tới một tầng khác. Một nghìn năm trăm năm sau, tam giới sẽ cùng bỉ ngạn gặp lại, tam giới mắc cạn tại bỉ ngạn bên trên. Mà bỉ ngạn cùng thiên cảnh ước pháp tam trương mất đi hiệu lực thời gian, là tại 2900 năm sau. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nói cách khác, tam giới cùng bị ngạn xung đột, sẽ sớm hơn bị ngạn cùng thiên cảnh xung đột. Hay là đạo cao một bậc a? Hứa Ứng thầm nghĩ, lúc này, Thông Thiên đạo chủ đi thuyền trở về, Hứa Ứng phụ cận chào, nói: "Làm phiền đạo huynh." Thông Thiên đạo chủ sắc mặt không hề bận tâm, lạnh nhạt nói: "Không thể tận hứng." Hứa Ứng ngẩng đầu, dò xét vị này lão giả thon gầy, cũng không phát hiện trên người hắn có đạo thương, lúc này mới thở phào một cái chu tiên kiếm bay đến chuông lớn bên người khoe khoang nó vừa rồi có bao nhiêu uy phong chuông lớn cười lạnh ta keng keng rung động liền sợ chạy người kia càng thêm uy phong hứa ứng cùng thông thiên đạo chủ cùng thuyền mà đi nói đạo huynh cùng người kia giao thủ cảm giác như thế nào bính bính đại đạo sâu không lường được thông thiên đạo chủ nói hắn đại đạo chưa khôi phục nếu như khôi phục ta kém xa hắn hứa ứng truy vấn có bao nhiêu tranh lệch thông thiên đạo chủ trầm mặc một lát nói không thể đo lường Hứa ứng lấy lại bình tĩnh, dò hỏi tiên thiên cửu đạo, hắn tinh thông bao nhiêu. Chín đạo, hứa ứng nhíu chặt lông mày, thiên cảnh thiên địa đại đạo triệt để khôi phục, chỉ sợ chính là người kia khôi phục thời khắc đỉnh cao. Khi đó hắn, nên kinh khủng bực nào, tam giới vận hành lộ tuyến, thật sự là không khéo. Hứa ứng phấn chấn tinh thần, cười nói, đạo huynh, người cảm thấy ta thực lực hôm nay, so thái nhất như thế nào. Thông thiên đạo chủ trên dưới dò xét hắn, sau một lúc lâu nói quân cắm bảng giá trên đầu hứa ứng không tiếp tục để ý hắn thầm nghĩ thái nhất tuy mạnh nhưng cũng không có mạnh đến như thế trình độ a tất cả mọi người là bất hủ cảnh ta chín đạo đồng tu lại tinh thông hư không đại đạo há có thể so ra kém hắn hắn áp lực đột một tăng rời đi hỗn độn hải về sau hai người tách ra thông thiên đạo chủ gọi bên trên chu tiên kiếm trở về bích du cung lão giả này phân phó nói chu tiên người đi bên ngoài trấn thủ bích du cung không được để cho người ta tiến đến. Chu tiên kiếm thế là bay ra bích du cung, treo cao ở trên. Thông thiên đạo chủ đối đãi nó rời đi, rốt cục nhịn không được, qua một tiếng nhổ ngụm máu tươi. Hắn vội vàng vận chuyển huyền công, trị liệu đạo thương. Lần này cùng hắn giao phong, xác minh đạo pháp, khiến cho ta thu hoạch không ít. Nguyên lai phía trước, còn có đường mà theo, bỉ ngạn, ngọc loan điện, thiên cảnh đạo tôn lặng yên ngồi, không nhúc nhích, qua thật lâu mở mắt, thở dài. Hỗn độn chủ chuông lớn, làm sao lại xuất hiện tại thiên cảnh phụ cận. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, nhìn xem trong tay một khối ngọc bài, ngọc bài này cùng hứa ứng trong tay đạo minh lệnh giống nhau như đúc. Hỗn độn chủ chú ý tới thiên cảnh, vẫn là hắn chỉ là đi ngang qua bỉ ngạn. Ta không cách nào phán đoán, chỉ có thể rút đi. Hắn trên mặt vẻ sầu lo, muốn thôi động khối ngọc bài này, trần chờ thật lâu, hay là đem ngọc bài thu hồi. Có thể không kinh động đạo minh, tốt nhất vẫn là không cần kinh động. Còn Tam Giới, hắn trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, nếu không nhìn thấy bộ mặt của ta, vậy liền không có vạch mặt. Hiện tại Bỉ Ngạn là đạo chủ truy sát thiên thành tử, thân ở trong kiếp, Hoa đạo chủ can thiệp thế sự quá nhiều, cũng ở trong kiếp. Chỉ có Lâm Truyền Đình Lâm đạo chủ còn chưa nhập kiếp. Hắn đứng dậy, lo lắng nói, Lâm Truyền Đình cũng chỉ cần sớm ngày nhập kiếp, cái này Bỉ Ngạn kiếp vận mới có thể triệt để nở rộ ra. Hư Hoàng bọn người ở trong Hỗn Độn Hải phiêu lưu gần 3 năm thời gian, rốt cuộc lái ra hỗn độn hải, chỉ gặp tam giới ánh vào tầm mắt của bọn họ. Đám người trong lúc nhất thời lệ nóng doanh trong, thường tại tha hương phiêu bạt, cố hương hồn khiên mộng nhiễu, bao nhiêu lần xuất hiện trong mộng. Bây giờ, bọn hắn rốt cục có thể trở về cố thổ, gặp lại cố hương người. Chỉ là cố nhân ngày xưa chỉ sợ đã còn thừa không có mấy. Lúc này, hơn 10 chiếc lâu thuyền hạm đội hướng bên này xa xa mà đến, trên lâu thuyền đều là các tòa đạo môn thủ lĩnh. Cầm đầu trên lâu thuyền là một đôi vợ chồng, mặc lộng lấy, khí độ phi phàm, tiến lên dò hỏi, chư vị là hư hoàng đại đạo quân, thái thanh đạo tổ, ngọc thanh đạo tổ một nhóm A. Hư hoàng bọn người nhao nhao gật đầu, nhìn về phía mặt khác lâu thuyền, chỉ cảm thấy trên những lâu thuyền này đám người khí tức rất là quen thuộc. Đôi kia tuổi trẻ vợ chồng cười nói, tại hạ là địa tiên giới tiên đình tiên đế, đế hậu, hứa tính, lan tổ anh. Lần này đến đây, chính là nghe nói chư vị đạo tổ trở về, chuyên tới để ninh tiếp. Thái thanh đạo tổ không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng đi ra phía trước, đi vào trên một chiếc lâu thuyền, nhìn về phía trên lâu thuyền này đám người, chỉ gặp những người này tu luyện, đúng là mình mạch này công pháp. Cầm đầu thiếu niên, trắng trắng mập mập, nhìn xem không giống nhân loại, hẳn là dị loại tu chân, thế mà cũng là hắn ly hận thiên nhất mạch truyền thừa, hẳn là đoàn người này lãnh thụ. Nhìn thấy thái thanh đạo tổ đi vào, cái kia mập trắng thiếu niên vội vàng cong xuống, đem kim cương chắc dơ cao khỏi đầu, cao giọng nói, đệ tử ngoan thất, tham kiến ân sư. Thái thanh đạo tổ gặp hắn là cái yêu tộc, trong lòng không thích, nói, đứng lên đi. Những này là người thu nhận đệ tử, ngoan thất đứng lên, nghiêm nghị nói, ân sư thiên địa nguyên thần khẳng khái phó nghĩa, trước khi đi đem ly hận thiên đạo thống giao cho đệ tử, đệ tử há có thể không đem ân sư đạo thống phát dương quang đại. Thái thanh đạo tổ nghe vậy, càng xem hắn càng là ưa thích, cười nói, người cũng không tệ. Một bên khác, Ngọc thanh đạo tổ cũng tìm được thượng thanh đạo môn nguyên đạo nhân, vân hải bọn người, nguyên đạo nhân, vân hải xuất lĩnh chúng đệ tử vội vàng thăm viếng đạo tổ ngọc thanh đạo tổ thấy mình môn này cũng không hủy ở đạo khóc bên trong ngược lại càng thịnh vượng chúng đệ tử tu luyện tân pháp tiến bộ thần tốc từng cái bất phàm không khỏi vừa mừng vừa sợ cười nói tốt tốt hư hoàng cũng tới đến một chiếc lâu thuyền trên thuyền chính là ninh trọng ninh thanh phụ tử cùng rất nhiều tu luyện huyền đô thất bảo cung truyền thừa tiên nhân ninh thanh tiến lên nói đệ tử thay mặt ân sư ân nguyên thăm viếng tổ sư phía sau hắn đám người nhao nhao lễ bái, chăm miệng một lời, thăm viếng tổ sư. Hư hoàng nao nao, thấp giọng nói, ân nguyên, hắn ở đâu, Ninh Thanh nói, đã không tại nhân thế. Hư hoàng im lặng, sau một lúc lâu, nói, hắn thiện ác như thế nào. Hắn không đợi Ninh Thanh trả lời, nói, người không cần nói cho ta. Hắn trong lòng ta, Thủy chung là ta nhất yêu quý đệ tử. mươi 1486, Phật tổ xuất lĩnh chư Phật đi vào Phật môn chỗ lâu thuyền, cầm đầu tương ứng chính là Phật tử Tế Giác, Tiến lên thăm viếng chư Phật tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Kệ Bồ Đề không có ở trên thuyền, xa xa kêu lớn, "Phật Tổ, bây giờ ta cũng là Phật Tổ." Phật Tổ nghe vậy, cười nói, "Phật, bất quá là một trận tu hành, cần gì phải để ý thành Phật làm tổ." Kệ Bồ Đề nói không lại hắn, cười ha ha nói, "Lão Phật, đã ngươi trở về, như vậy chúng ta sớm muộn làm qua một trận, luận cái cao thấp a." Hắn lập thành ngày quyết chiến kỳ, xuất lĩnh một đám tà Phật tử đệ phiêu nhiên mà đi. Thái ất cứu khổ thiên tôn không có tại tam giới lưu lại đạo thống, bởi vậy cũng không có đệ tử hoặc môn nhân đến đây. Hắn gặp Ngọc Hư đạo tổ lẻ loi hưu quạch, cười nói, Ngọc Hư, người cũng là người cô đơn, còn tốt có ta cùng người đụng thành một đôi. Ngọc Hư đạo tổ thở dài, lúc này hứa tính vợ chồng tiến lên, nói, đệ tử hứa tính, Lan tổ Anh, tham kiến Ngọc Hư tổ sư. Ngọc Hư đạo tổ vừa mừng vừa sợ, vội vàng nâng vợ chồng bọn họ đứng lên, cười nói, các ngươi hứa ra, lại trở về ta côn lôn nhất mạch hứa tĩnh nghiêm nghị nói hứa ra một mực lưu thủ côn lôn chưa bao giờ rời đi ngọc hư đạo tổ tâm hoài khuấy động hốc mắt có chút ướt át lẩm bẩm nói trở về trở về tốt trở về liền tốt hứa ứng trở lại bỉ ngạn một bên tu hành một bên tìm kiếm thái nhất đại đạo quân hạ lạc ngày hôm đó trong bất chi bất giác đi vào thiên tuyệt thành thiên tuyệt thành là bỉ ngạn giàu có nhất tiên thành lúc trước thiên tiên giới tiên đình đế đô chính là mô phỏng thiên tuyệt thành xây lên hứa ứng đi vào tòa thành thị này mới phát hiện minh đạo đế tiên đình đế đô hoàn toàn chính xác chỉ là hàng nhái, chân chính thiên tuyệt thành khí thế, so tiên đình đế đô càng thêm bàng bạc. Cổ lão mà kiến trúc hùng vĩ, nguy nga giữ tận tượng, tượng thần, đến từ cổ thần thời đại thần miếu, đây đều là tiên đình đế đô không cách nào bắt trước. Không cần buông tha phản tạc thái nhất đệ tử, đột nhiên, trong thành tiếng chém giết truyền đến, giết hắn, cắt lấy ra đầu của hắn đổi tiền. Trong thành hỗn loạn tương bừng, hứa ứng tâm niệm vừa động, đột nhiên liền xuất hiện đang chém giết lẫn nhau trung tâm, chỉ gặp một vị thái nhất đạo môn đệ tử bị người vây khốn, ngay tại gia sức chống cửa bốn phương tám hướng thần thông. Hứa ứng cất bước hướng hắn đi đến, bốn phía thời không lập tức cắt đứt, tất cả mọi người đang nhanh chóng đi xa, chỉ có hứa ứng cùng vị kia thái nhất đạo môn đệ tử còn lưu tại nguyên địa. Ngươi là, cửu tăng sư huynh đệ tử, hứa ứng dò xét vị đệ tử kia, chỉ cảm thấy gặp qua, lại không biết kêu cái gì. Đệ tử kia vội vàng nói, đệ tử kiều thừa, là Ngọc Quyền ân sư môn hạ, hứa ứng dò hỏi ngọc quyền sư huynh ở đâu vì sao không cùng ngươi cùng một chỗ đệ tử kia kiều thừa sắc mặt ảm đạm nói ân sư đã mất từ khi thái nhất tổ sư mưu phản đạo môn tất cả mọi người đối với chúng ta thái nhất đạo môn kêu đánh kêu giết ân sư vì bảo hộ chúng ta cùng truy sát huyết chiến vẫn không thể nào chống đỡ hứa ứng trong lòng cảm giác nặng nề nói ngọc quyền nhất mạch trừ bọn ngươi ra còn có ai kiều thừa nói còn có bốn vị sư đệ sư muội nguyên bản cùng ta cùng một chỗ giấu ở trong thành chúng ta bị người phát hiện cho nên ta lưu lại đoạn hậu hắn vốn là ôm hẳn phải chết quyết tâm yểm hộ cái kia bốn vị sư đệ sư muội đào tẩu chưa từng nghĩ gặp hứa ứng vị này hứa sư thúc ở trong thái nhất đạo môn là có tiếng phản tặc tất cả mọi người biết hắn chắc chắn sẽ tạo phản không nghĩ tới chính mình lại bị phản tặc sư thúc cứu hứa ứng phun ra một ngụm trọc khí diện mục điềm nhiên nói thái nhất làm phản tặc nhưng ta thái nhất đạo môn đã cùng hắn cắt bảo đoạn nghĩa, lại không liên quan. Bây giờ ta thuận thế làm thái nhất môn chủ, hắc hắc, thế mà đối với ta môn đồ đại khai sát giới, thật lớn mật. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thần thức bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, trong khoảnh khắc liền giải phương viên trăm triệu dặm, còn tại điên cuồng lan tràn. Một ngày này, bị ngạn các nơi trên bầu trời, đột nhiên có thanh âm như sấm nổ vang. Bản tọa hứa ứng, thái nhất đạo môn môn chủ, Tại Thiên Tuyệt Thành khắc tích đạo tràng, tất cả thái nhất đạo môn đệ tử, mau tới Thiên Tuyệt Thành. Các đệ tử, trở về trên đường phàm là gặp nạn, tụng ta tên thật, tất có cảm ứng. Hết thảy người không có phận sự, dám can đảm đụng đến ta thái nhất đạo môn đệ tử, giết chết bất luận tội. Thanh âm kia không ngừng trên không trung nổ vang, thật lâu phương tuyệt. Tản mát tại bỉ ngạn các nơi, trốn đông tránh tây thái nhất đạo môn đệ tử, nghe được hứa ứng mà nói, nhao nhao từ các nơi hướng Thiên Tuyệt Thành chạy đến gọi hứa ứng tên thật, hứa ứng liền có thể cảm động lây, đến đây cứu viện các ngươi. Bị ngạn thế gian biên thùy, đại hoang chi địa, hơn 10 vị tu sĩ đem hai cái thái nhất đạo môn nữ đệ tử vây khốn, cầm đầu dị nhân cười nói, hứa ứng tính là gì? Có thể có như vậy quảng đại thần thông, vừa mới cái kia hai cái nữ đệ tử đã tụng niệm hứa ứng tên, dẫn tới bọn hắn ồn ào cười to. Tiếng cười chưa rơi, trong lúc bất chợt thiên hôn địa ám, nhưng thấy bầu trời trong khoảnh khắc hình thành một mảnh mây đen to lớn, trong vân khí một tấm rộng lớn mấy ngàn dặm gương mặt hiển hiện. Tiếp theo, trong tầng mây một cái đại thủ hướng phía dưới nhấn tới, hai vị thiếu nữ bốn phía, lập tức mấy trăm dặm thiên địa cùng nhau chôn vùi. Vừa mới cái kia hơn 10 vị tu sĩ gần như bốc hơi giống như hóa thành bột mịn, chỉ còn lại có hai vị này thái nhất đạo môn thiếu nữ. Vào môn hạ ta, hộ ngươi chu toàn, trên bầu trời truyền tới một thanh âm, tiếp lấy vân khí phi tốc tán đi, bầu trời khôi phục sáng sủa. Mà tại một ngày này, bị ngạn các nơi, ước chừng trên dưới 100 chỗ phát sinh gần như một dạng sự tình. Thái nhất đạo môn đệ tử gặp nạn, tại sinh tử tồn vong thời khắc kêu gọi hứa ứng tên, liền có thần thông bất khả tư nghị đạo Pháp, từ trên trời giáng xuống. Địch nhân hoặc là trực tiếp hóa thành cho bụi, hoặc là vặn vẹo phá toái, hoặc là bị đột nhiên xuất hiện kiếm quang chém giết, hoặc là khô già tử vong, hoặc là miệng phun đạo hôi một mệnh ô hô, tử trạng thiên kỳ bách quái. Lưu lạc đến các nơi thái nhất môn nhân, dần dần hướng thiên tuyệt thành tụ tập. Đạo kỳ thiên xá an cung đã trở về không được, thiên tuyệt thành trở thành trong lòng bọn họ cuối cùng thánh địa. Thần ma đạo huynh, hứa ứng khẩu khí thật là lớn, lại để cho bảo vệ hắn thái nhất đạo môn tất cả mọi người, khỏi bị kiếp vận sát phạt nỗi khổ. Thần ma đại đạo quân cùng cố diễm chân vương đứng tại cương đều trên núi, nhìn về phía nơi xa di chuyển thái nhất môn nhân, cố diễm vương đạo chân chính, đạo huynh thật chẳng lẽ muốn ngồi nhìn thái nhất đạo môn tiêu giao tại kiếp vận bên ngoài. Thần ma đại đạo quân lắc đầu nói, bất luận kẻ nào, chỉ cần thân ở bỉ ngạn, đều không thể đào thoát kiếp phận Ta đã thấy rõ, đây là kiếp vận tại cho ta gài bẫy. Cố diễm chân vương không hiểu, thần ma đại đạo quân thầm nghĩ, chỉ cần ta dám ra tay, giết chết những này thái nhất đạo môn đệ tử, hứa ứng liền sẽ lập tức xuất hiện, đem ta giết chết. Đây chính là kiếp vận âm mưu, hứa ứng giết sinh tử đại đạo quân mặc dù không có truyền bá ra ngoài, nhưng thần ma đại đạo quân tin tức linh thông, vẫn là biết việc này, không dám động đậy. Chàng kiếp vận này cùng sát phạt, mặt khác đạo môn đệ tử chết càng nhiều càng tốt, bọn hắn chết càng nhiều, bản môn mới có thể chết càng ít. Hứa ứng muốn bảo toàn thái nhất đạo môn, chỉ sợ ắt gặp phản phệ. chương 1487, thái nhất đạo môn, nhất mạch tương thừa. Cố viêm chân vương nghe vậy, cười lạnh nói, ngay cả thái nhất đại đạo quân cũng không dám nói bảo vệ tất cả thái nhất môn nhân, không thể không thả bọn họ hạ giới nhập kiếp, hứa ứng chỉ là thái nhất đệ tử, như thế nào dám đối kháng kiếp vận. Tiêu trừ kiếp vận, cần phải trải qua sát phạt. Người muốn bảo trụ môn nhân, không để cho môn nhân tử vong, như vậy ta liền cần chết càng nhiều môn nhân. Bởi vậy vô luận là môn nhân suy nghĩ, hay là vì tiêu trừ kiếp vận suy nghĩ, thái nhất đạo môn đệ tử, nhất định có người sẽ giết, hứa ứng giết chết bất luận tội mà nói, nhất định có người có can đảm vi phạm. Thần ma đại đạo quân nhìn nơi xa ngay tại vội vàng đi đường thái nhất môn nhân, buồn bã nói ta nguyên bản để cho ta đệ tử tiến về tam giới, trinh phạt tam giới, tránh né kiếp vận, kết quả chỉ có một cái tránh thoát đi, những người khác chết rồi. Muốn tránh né kiếp vận, nói nghe thì dễ. Cố viêm chân vương nói, trên đời này không phục thái nhất đại đạo quân quá nhiều người, huống chi hứa ứng. Nhất định sẽ có không ít người nhân cơ hội này xuất thủ, gọt một gọt hứa ứng cùng thái nhất đạo môn khí diễm. Nếu là có thái nhất đạo môn người bị giết, mặt mũi của hắn liền coi như mất hết. Hắn lộ ra vẻ chờ mong, thần ma đại đạo quân cũng có chút chờ mong. Hắn mặc dù biết hứa ứng cực kỳ lợi hại, ngay cả sinh tử đại đạo quân đều chết tại một thân chi thủ, nhưng bị ngạn thực sự quá rộng lớn. Nếu là khoảng cách thiên tuyệt thành quá xa, hứa ứng khẳng định ngoài tầm tay với. Thái nhất đạo môn đệ tử bị giết, hứa ứng tự nhiên rất mất mặt. Hai người vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, chỉ thấy bầu trời nổ tung, luân hồi đạo lực bóp méo thời không, đem vừa rồi những cái kia thái nhất đạo môn đệ tử chỗ thời không nhất thống, hóa thành mỹ lệ không gì sánh được quang luân. To lớn luân hồi hoàn thậm chí từ bọn hắn hai vị tồn tại này trước mặt ung dung xoay tròn xẹt qua, đạo âm vang dội đinh tai nhức óc. Thần ma đại đạo quân cùng cố viêm chân vương riêng phần mình sắc mặt đột biến. Chỉ gặp một vị bỉ ngạn bất hủ, chính sử tại đạo luân hồi này bên trong. Đạo ất chân vương, cố viêm chân vương hoảng sợ nói. Cái kia đạo ất chân vương hẳn là muốn giết chết những này thái nhất môn nhân, rơi hứa ứng mặt mũi, kết quả bị mấy cái kia thái nhất môn nhân gọi ra hứa ứng tên thật. Là nhân quả đại đạo, thần ma đại đạo quân dùng mình một cái nói hứa ứng nhân quả đại đạo đã là thiên hạ đệ nhất nhân chỉ có nhân quả đại đạo mới có thể làm đến nhạy cảm như thế cảm ứng gọi ra kỳ danh liền bị cảm ứng nhưng mà hứa ứng thần thông vì sao có thể như vậy tấn mãnh lại tới đây thần ma đại đạo quân bỉ ngạn không biết trong đó nguyên lý cái kia luân hồi quang hoàn rộng rãi không gì sánh được đạo ất chân vương ở vào trong luân hồi đột nhiên một thân đạo lực ở trong luân hồi tan giã đại đạo tan giã ngay cả nguyên thần trốn chạy đến vũ trụ khác cơ hội cũng không có, kêu thảm một tiếng, liền hóa thành cho bụi. Cố viêm chân vương thấy thế, không khỏi dùng mình một cái. Đạo ất thực lực so với hắn không kém chút nào, thế mà lại dạng này chết thảm, đổi lại là hắn lên trận, chỉ sợ cũng là như vậy. Giống như thần ma đại đạo quân như vậy tồn tại, hoàn toàn chính xác có thể giết những này thái nhất môn sinh, nhưng là thần ma đại đạo quân nếu như xuất thủ, liền sẽ cùng hứa ứng không chết không thôi hắn đánh không lại hứa ứng đành phải thôi nhưng mà bỉ ngạn thế gian thực sự bao la cao thủ xuất hiện lớp lớp tầng tầng lớp lớp có cái kia không sợ chết có can đảm khiêu chiến hứa ứng đằng sau mấy tháng dần dần có tin tức từ bỉ ngạn các nơi truyền đến ngày nào thái nhất đạo môn đệ tử đi tới ngũ lao gặp nạn kêu gọi hứa ứng tên trên trời rơi xuống lôi hỏa địch nhân toàn bộ táng thân biển lửa lại ngày nào vương thần đạo quân tự cao tự đại tại thiên du sơn chặn giết thái nhất đạo môn đệ tử đệ tử hô hứa ứng tên, vương thần chết bất đắc kỳ tử. Lại ngày nào, biên phủ chân vương tại Nguyên Hải chặn giết thái nhất đạo môn đệ tử, bị một đạo kiếm quang chu sát. Lại ngày nào, Ngọc Long đạo quân tại Đại Hữu Thành chặn giết thái nhất đạo môn đệ tử, chết bởi trong phố xá sầm uất, bốn phía những người khác không một người thương vong, duy chỉ có Ngọc Long đạo quân chết thảm. Từng cọc nghe đồn càng truyền càng nhanh, càng truyền càng là tà dị, bất quá theo như đồn đại những này bất hủ, chân vương cùng đạo quân, thế mà thật có người, mà lại những người này xác thực chết. Cái này rất đáng sợ, trong lúc nhất thời bị ngạn cường giả không còn dám chặn giết thái nhất môn nhân, mặc cho những người này hướng thiên tuyệt thành mà đi. Thiên tuyệt thành bên ngoài, hai người đồng dạng nhìn qua đang chạy về thiên tuyệt thành thái nhất môn nhân, riêng phần mình lộ ra sắc mặt khác thường. Hứa ứng không khỏi quá cuồng vọng, một người trong đó là người tướng Mạo Tuấn Lãng Nam Tử tuổi trẻ, cùng hứa ứng từng có giao thủ, chính là thiên cảnh Linh Hư Tử. Hắn đã từng là đạo chủ, Bây giờ tại bỉ ngạn trùng tu, tu vi so với lúc trước đánh với hứa ứng một trận lúc cường hoành rất nhiều. Linh hư tử kích động, cười nói, bỉ ngạn những năm này không thể cùng hắn sánh ngang cao thủ, làm cho người rất thất vọng. Dạng này bỉ ngạn, lấy cái gì cùng thiên cảnh đấu? Ta đi giết một giết hắn nhuệ khí. Linh hư tử, không được làm bậy. Một người khác thân mang nghề thường hà tay áo, đạo cốt tiên phong, quát bảo ngưng lại ở hắn, nói, tam giới cùng thiên cảnh kết minh, hứa ứng là tam giới đạo tổ, người nếu là đắc tội hắn đạo tôn nơi đó người sẽ biết tay linh hư tử có chút không phục nói động huyền tam giới đáng là gì có tư cách gì cùng ta thiên cảnh kết minh ta thiên cảnh không cần kết minh động huyền đạo nhân nói cùng tam giới kết minh đối kháng bỉ ngạn là đạo tôn lập thành mưu lược người không thể chỉ trích linh hư tử hư một tiếng nói đạo tôn lập thành mưu lược ta tự nhiên không dám chỉ trích nhưng đạo tôn cũng không phải là không gì làm không được hắn nếu như thật lợi hại như vậy Ta thiên cảnh sao lại bị đại kiếp này, bị bỉ ngạn đồ sát không còn." Động Huyền khẽ nhíu mày, năm đó thiên cảnh mắc cạn, đúng lúc gặp đại đạo thủy chiều xuống, đạo tôn làm chủ, truyền thụ những cái kia đi vào thiên cảnh người bỉ ngạn lấy đạo pháp, rất nhiều đạo chủ đều có lo nghĩ. Nhưng bởi vì đối với đạo tôn tín nghiệp, hay là truyền thụ cho bỉ ngạn chân pháp. Nhưng mà bọn hắn việc thiện, đổi lấy lại là bỉ ngạn đồ sát. Thiên cảnh bởi vậy diệt tộc diệt chủng, ngay cả bọn hắn những này đạo chủ cũng chết ở bỏ mạng đạo tôn làm sự tình chưa bao giờ bỏ lỡ. Động huyền nói, lão nhân ra ông ta làm như thế, tự có nó dụng ý, không phải chúng ta có khả năng ước đoán. Gần đây bị ngạn tại phục sinh đạo chủ, phục sinh số lượng dần dần tăng nhiều, không thể khinh thường. Linh hư tử cười nói, bị ngạn đạo chủ, gà đất chó xanh thôi, đợi chút nữa, nếu là cái kia thái nhất đại đạo quân quả thật tới, người đối phó hắn, ta tới đối phó hứa ứng. Hai người bọn họ lần này đến chính là vì thái nhất đại đạo quân mà tới. Những ngày này, Thái Nhất Đại Đạo Quân khôi phục những cái kia đã chết đạo chủ đại đạo, khiến cái này đạo chủ phục sinh, để bọn hắn cảm nhận được rất lớn áp lực. Bởi vậy, diệt trừ Thái Nhất Đại Đạo Quân, bọn hắn so la đạo chủ đều muốn suốt ruột. Lần này hứa ứng trung cáo thiên hạ, Thái Nhất Đại Đạo Quân tất nhiên cũng nghe nghe việc này, Thái Nhất Đạo Môn là đạo thống của hắn, hắn khẳng định sẽ xuất hiện, tới gặp hứa ứng. Động huyền trầm giọng nói, đồng dạng tu luyện Thái Nhất Đại Đạo, ta rất muốn gặp một lần hắn. Còn hứa ứng, người không cần cùng hắn bực bội. Trên đời này muốn xem hứa ứng cho cười rất nhiều người, khẳng định sẽ có người tại thiên tuyệt thành phụ cận đối với thái nhất đạo môn đệ tử ra tay, giết hứa ứng uy phong. Thái nhất đạo môn chỉ muốn thoát khỏi kiếp vận, bằng vào hắn hứa ứng một người, chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Chúng ta cứ việc xem kịch, lúc này, thiên tuyệt thành bên ngoài bạo động nhất thời, lại là có người hướng thái nhất đạo môn đệ tử thống hạ sát thủ. Nơi đây khoảng cách thiên tuyệt thành đã rất gần, nếu là có thể ở chỗ này giết chết thái nhất đạo môn đệ tử, không chỉ có thể đả kích thái nhất đạo môn nhuệ khí, gọt hứa ứng mặt mũi, mà lại có thể danh chấn thiên hạ. Ngay tại người kia động thủ thời khắc, đột nhiên một vệt kim quang như cầu vồng giống như bay tới, đã thấy một cái kim viên bay tới, một gậy nện xuống, đem cái kia bất hủ gõ đến óc vỡ toang. Kim viên kia đánh chết vị kia bất hủ, đem kim bổng quăng lên, kim bổng thu nhỏ bay vào trong tai giấu lại. Kim viên hai tay xét tay áo, tay áo bồng bềnh, đi về phía thiên tuyệt thành đi đến, những nơi đi qua, một đám thái nhất đạo môn đệ tử nhao nhao khom người nói, "Ngộ không sư huynh." Kim Viên sau khi đi, Thiên Tuyệt thành phía nam lại có người ý đồ giết thái nhất đạo môn đệ tử, cái kia thái nhất đạo môn đệ tử là một cái thiếu niên mi thanh mục tú, vậy mà bắn ra đạo quân chiến lực, đem tên xui xẻo kia giết chết. Lúc này, nơi xa lại có một tôn ngàn cánh tay thạch nhân vung vẩy muôn vàn pháp bảo, đại khai sát giới. Mà tại Thiên Tuyệt thành cánh bắc, một tòa thái nhất động nguyên từ từ bay lên tráng quan minh mông, rất có vạn đạo nhất thống cảm giác chấn động. Thái nhất đạo môn bên trong, thật nhiều tuấn kiệt, động huyền sợ hãi thán phục, người này hẳn là chính là cửu tăng. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp người kia đến đây, lại là một cái đạo nhân áo xanh, bộ dáng thanh tú tuấn lãng, chỉ là lười nhắc cực kỳ. chương 1488, không phải cửu tăng, động huyền nao nao, lúc này, lại có mấy cô khí tức cường đại chạy đến, cũng tiến vào thiên tuyệt thành. Động huyền tán thán nói, thái nhất đạo môn nhân vật thiên tài, thực sự nhiều lắm. Vừa rồi cái kia tu vi hùng hồn nhất, hẳn là cửu tăng. Bây giờ thái nhất đạo môn đệ tử đều tụ tập ở đây, thái nhất nhất định sẽ đến đây. Linh hư tử nói, động huyền đạo huynh, nếu là thái nhất không đến đâu. Động huyền ánh mắt chấp động, nói thái nhất đạo môn môn nhân cùng nhau trông coi, hai bên cùng ủng hộ, có thể thấy được thái nhất cũng là người như vậy. Hắn nếu là cũng trọng tình trọng nghĩa, thì nhất định sẽ vụng trộm đến đây thăm viếng những đệ tử này gặp một lần bọn hắn linh hư từ hết nhìn đông tới nhìn tây không có cái gì phát hiện nói thái nhất nếu là không lộ diện chỉ là quan sát từ đằng xa đâu động huyền nói như vậy ta chỉ có buộc hắn không thể không hiện thân hắn nhìn thấy thái nhất đạo môn sắp diệt môn khẳng định sẽ hiện thân thiên tuyệt thành bên trong hứa ứng ngồi ngay ngắn bất động phía sau nguyên thần rộng rãi hiện ra nhân sâm quả thụ nguyên thần ngồi tại cây ăn quả phía dưới Đại đạo của hắn kết nối hư không hóa thành từng đầu thô to đạo quang, hỗn độn hồng mông, vô cực thái nhất, luân hồi kiếp vận sát phạt tịch diệt, cái này tám loại đại đạo, lấy nhân quả kim luân thống ngự. Tại nhân quả cảm ứng phía dưới, phàm là có thái nhất đạo môn đệ tử niệm tụng hứa ứng tên, liền lập tức để nhân quả kim luân bên trên sinh ra một đạo chuỗi nhân quả, cùng niệm tụng người tương liên. Sau một khắc, hứa ứng tám loại đại đạo liền sẽ chọn thứ nhất, xuyên thủng hư không mà đi, dáng lâm đến niệm tụng người bên người, đem địch nhân diệt trừ hứa ứng tinh thông đạo này, cho nên mới có thể tải trong khoảng thời gian ngắn, liền giết ra thái nhất đạo môn uy phong. Ngộ không đạo nhân, thánh tôn, thạch thiên dưỡng, thanh huyền, cửu tăng bọn người riêng phần mình chạy đến, hứa ứng đứng dậy, nghênh tiếp đám người, cái kia tỏa chấn ở trong hư không nguyên thần vẫn như cũng ngồi ngay ngắn bất động, chấn thủ bỉ ngạn, bảo vệ thái nhất đạo môn đệ tử an nguy. Đám người nhao nhao chào, cửu tăng dò hỏi, hứa sư đệ, sư tôn thật làm phản tặc. Nghe nói sư tôn tạo phản thời điểm, người cũng tại hiện trường. Thanh Huyền, Thánh Tôn bọn người nhao nhao xem ra, ánh mắt sáng ngời, có chút chờ mong. Ta tại hiện trường, chư vị sư huynh sư đệ, Thái Nhất hoàn toàn chính xác đã mưu phản Thái Nhất đạo môn. Hứa ứng nói, cái kia hơn vạn vị đạo thất đạo bát cùng bất hủ mặc dù không phải hắn giết, nhưng đích thật là hắn hiến tế, hắn phục sinh thiên thành tử, đắc tội ba vị đạo chủ. Lại một đường phục sinh rất nhiều đã chết đạo chủ, mưu đồ lật đổ hoa, lâm, la, thông tứ đại đạo chủ. Bây giờ, Thái Nhất đã cùng chúng ta không phải người một đường, xưng là phản tặc, hoàn toàn chính xác không oan. Cửu Tăng trên mặt thần sắc lo lắng, Thạch Thiên Dưỡng cười nói, ta thế nào cảm giác hắn cùng chúng ta càng thân cận rồi. Thái Nhất đại đạo quân, không thể đại đạo quân tên, so ba vị kia đạo chủ tốt hơn nhiều. Hứa ứng lắc đầu, nghiêm mặt nói, lời ấy sai rồi. Thái Nhất lão tặc nói ba vị đạo chủ mục nát, chỉ muốn tái giá bỉ ngạn kiếp vận, đem chính mình kiếp vận chuyển cho người khác, nhưng kỳ thực uổng phí công phu cho nên hắn muốn lật đổ tam đại đạo chủ. Nếu như bị hắn thành công, đẩy ngã tam đại đạo chủ, hắn xuất lĩnh bỉ ngạn vượt qua kiếp phận, như vậy bỉ ngạn thế tất cường thính hơn. Lão tặc lòng lang giả thú, là chân chính phản tặc. Cửu tăng hướng hắn trợn mắt nhìn, quát, hứa sư đệ, người không muốn để cho bỉ ngạn lại lần nữa cường đại, người chẳng lẽ là muốn tạo phản. Hứa ứng cười nói, sư huynh, ta đối với bỉ ngạn trung thành tuyệt đối, sao lại tạo phản. Cửu tăng quát, sư tôn nói ngươi là phản cốt bên trên mọc cá nhân, ta nhìn ngươi chính là muốn tạo phản. Hứa ứng sắc mặt trầm xuống, quát, sư huynh, bây giờ ta mới là thái nhất môn chủ, ta nếu là tạo phản, chính là thái nhất đạo môn tạo phản. Ngươi cũng là phản tặc, cửu tăng nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu, nói, ngươi nói ngươi là môn chủ, ai phong. Hứa ứng cười nói, là đạo chủ phong, làm sao, sư huynh không nhận là đạo chủ, chẳng lẽ muốn đi theo thái nhất lão tặc tạo phản, hãm đạo môn ta vào bất nghĩa. Cửu tăng do dự mãi, nói ta mang theo sư huynh đệ đi mặt khác đạo môn thông cửa lĩnh giáo đạo pháp thần thông người mặc kệ ta hứa ứng nói mặc kệ cửu tăng nói ta ở bên ngoài gây họa đánh không lại người khác người sẽ đến cứu ta hứa ứng nói cứu cửu tăng nghĩ nghĩ nói ta lưu tại đạo môn hứa ứng cười ha ha một tiếng mọi người đều đại hoan hỉ đúng lúc này thái nhất đại đạo quân thanh âm chuyển đến cười nói có đồ như vậy còn cầu mong gì sư tôn Cửu tăng bọn người vừa mừng vừa sợ, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Thái Nhất Đại Đạo Quân chẳng biết lúc nào đi vào phủ cận, đứng tại một mặt tường trong bóng tối, mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Đám người vội vàng tiến lên, riêng phần mình thăm viếng. Duy chỉ có hứa ứng đưa lưng về phía Thái Nhất, cũng không quay người chính diện tương đối. Hắn hướng là đạo chủ đã thề, đối mặt Thái Nhất Đại Đạo Quân lúc, chắc chắn hướng hắn xuất thủ, đại nghĩa diệt thân. Bây giờ Thái Nhất chạy đến, mình nếu là đối mặt với hắn, chẳng phải là vi phạm với lời thề bởi vậy đành phải đưa lưng về phía hắn cửu tăng nước nở nói sư tôn ngươi làm sao lại phản thái nhất đại đạo quân giơ tay lên nói đứng lên đi có rất nhiều người đang ngó chừng nơi này chờ đợi ta hiện thân ta không có khả năng lộ diện còn tạo phản ta chỉ là tạo tam đại đạo chủ phản tâm ta chung với bỉ ngạn vĩnh viễn không thay đổi ánh mắt của hắn rơi trên người hứa ứng nói hứa ứng tương lai ta nếu là lật đổ tam đại đạo chủ vượt qua bỉ ngạn kiếp phận bỉ ngạn có thể bao dung tam giới tam giới cũng không có tất yếu cùng bỉ ngạn là địch hứa ứng vẫn như cũ chưa từng quay người khẽ mỉm cười nói sư tôn chuyện tương lai tương lai lại nói ta bây giờ đã chứng bất hủ khi nào có thể cùng sư tôn đánh một trận thái nhất đại đạo quân thản nhiên nói ta đã chuẩn bị xong nhưng ngươi còn không có hứa ứng đợi ngươi chuẩn bị kỹ càng lúc ta tự sẽ tới gặp ngươi hứa ứng dò hỏi ta làm sao biết ta đã chuẩn bị xong ta làm cho ngươi cái làm mẫu, ngươi xem trọng. Thái nhất đại đạo quân bỗng nhiên phi thân lên, đi vào thiên tuyệt thành bên ngoài, không người bái nói, động huyền sư tôn, đã lâu không gặp. Động huyền đạo nhân chậm rãi đi ra, trực diện vị này năm đó xưng hô chính mình ân sư nam tử. Năm đó đạo tôn truyền đạo, là vì bị ngạn tu sĩ giải đáp nghi nan, mà trừ đạo tôn bên ngoài, rất nhiều người bị ngạn đều bái khác biệt người thiên cảnh vi sư. Trong đó động huyền đạo nhân đệ tử, chính là Thái nhất. Chương 1489, Thái Nhất bên trong, một tính tự túc. Sư Tôn, không dám nhận a, à, Động Huyền ánh mắt rơi vào Thái Nhất trên thân, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tâm cảnh bất giác lên gợn sóng. Sư đồ hai người cách xa nhau hơn 100 triệu năm lại lần nữa gặp gỡ, riêng phần mình đều có chút buồn vô cớ. Năm đó Thái Nhất chỉ là một cái chắc nịch lão thành người trẻ tuổi, theo hắn cầu học, luôn luôn hỏi thăm đủ loại vấn đề, đối với học tập rất là chăm chú. Hiện tại lại lần nữa gặp lại Thái nhất đã là một cái chắc địch lão thành lão giả, nhưng là giữa hai người không còn là sư đồ tình nghĩa. Động huyền đạo nhân đối với thái nhất, trong lòng chỉ có cửu hận cùng bị phản bội đau lòng. Ta động huyền, làm sao xứng nắm giữ một cái giết sư chi đồ. Động huyền châm chọc nói, làm sao xứng nắm giữ một cái lấy oán trả ơn chi đồ. Một cái đổi tận giết tuyệt chi đồ, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, bực này bại hoại, là ta có thể dạy dỗ tới. Trong mắt của hắn lửa giận hừng hực, sát ý hiển thị rõ. Những năm này, đạo tâm của hắn một mực bị cừu hận cùng phản bội quanh quẩn, giờ phút này nhìn thấy thái nhất, liền lại khó ngăn chặn. Ta thiên cảnh thu bị ngạn làm đồ đệ, đổi lấy không phải tôn sư trọng đạo, không phải báo ân, mà là đồ sát. Ta người thiên cảnh bị chúng ta dạy ra đồ đệ đồ sát. Ha ha ha, ta vậy mà dạy dỗ diệt tuyệt tộc ta đau phủ, động huyền tiếng cười như khóc, ta dạy đệ tử, dùng của ta đạo pháp, dùng của ta thần thông, giết chết đến hàng vạn mà tính trăm vạn mà tính tộc nhân của ta đúng là mỉa mai, sư tôn, năm đó các người truyền thụ cho chúng ta đạo pháp thời điểm, nhưng không có nói cho chúng ta biết, làm chúng ta mang theo đạo pháp trở về bỉ ngạn lúc, sẽ khiến bỉ ngạn sinh linh đại diệt tuyệt. Thái nhất đại đạo quân sắc mặt nghiêm nghị, nói, ta bỉ ngạn hạ trọn vẹn hơn trăm vạn năm đạo hôi chi tuyết, thiên địa đại đạo biến thành thiên cảnh thiên địa đại đạo. Trăm vạn năm qua, bỉ ngạn chết mất sinh linh cũng không so thiên cảnh thiếu. Thiên cảnh tại chúng ta đã chết trăm không còn một thời điểm, để người thiên cảnh di chuyển đến bỉ ngạn, tại bỉ ngạn tu luyện, lại ý muốn như thế nào? Động huyền diện mục xâm nhiên, nói, nói như vậy, chúng ta năm đó truyền thụ cho các người đạo Pháp thần thông, còn truyền thụ sai rồi. Chúng ta không biết Lý Văn đến bỉ ngạn, sẽ phát sinh lớn như vậy diệt tuyệt sự kiện. Về phần chúng ta tiến vào bỉ ngạn, bất quá là vì cầu một cái sinh tồn chi địa thôi. Vì trùng tộc kéo dài mà di chuyển, làm sai chỗ nào? Thái nhất đạo, chẳng lẽ các ngươi liền không phải tái giá kiếp vận? Động huyền ngửa đầu cười ha ha, các người giết sạch thiên cảnh tất cả mọi người, còn muốn nói xấu chúng ta thiên cảnh tái giá kiếp vận. Càng là vô sỉ, phía sau hắn, thái nhất động huyền đột nhiên bộc phát, thái nhất đại đạo bày biện ra vạn đạo đồng quy Mỹ lệ dị tượng. Loại dị tượng này là thái nhất đại đạo đặc hữu đặc thù. Thái nhất đại đạo là vạn đạo chi tổ, trừ tiên thiên cửu đạo bên ngoài, đại đạo khác, thậm chí bao gồm hư không, đều bao quát tại thái nhất bên trong. Đương nhiên, thái nhất chỉ bao quát bộ phận hư không, cũng không bao quát toàn bộ. Hứa ứng ngửa đầu nhìn lại, thấy được so với hắn càng rộng lớn hơn thái nhất đại đạo, dung nạp đại đạo số lượng càng nhiều, phức tạp hơn. Ngắn ngủi một lát, hắn liền phát giác được 3.000 loại đại đạo. Cái này 3.000 loại đại đạo, tuyệt không phải ngắn ngủi ước năm liền có thể nghiên cứu triệt để, dung nhập thái nhất. Một người, muốn đem một môn đại đạo bắt đầu từ số không lĩnh hội, đem tăng lên tới đạo chủ cấp độ, khả năng liền cần trên triệu năm. Đem 3.000 loại đại đạo bắt đầu từ số không lĩnh hội, tăng lên tới đạo chủ cấp độ, cần thời gian liền có thể có thể không chỉ 300 tỷ năm. Hứa ưng ánh mắt chấp động, cho dù có mặt khác đạo chủ tìm hiểu ra khác biệt đại đạo, đem ngộ đến đạo chủ cấp độ, chỉ sợ cần thời gian cũng đếm bằng ước năm đo lường tính. Lấy bỉ ngạn nội tình, còn xa xa làm không được một bước này. Hứa ưng có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra gần 300 loại đại đạo, đem dung nhập thái nhất đại đạo bên trong, là bởi vì những đại đạo này công pháp đã sớm bị người sửa sang lại, đã có sẵn công pháp có thể học, đã có sẵn kinh nghiệm có thể tham khảo. Nhưng là từ số không bắt đầu lời nói đối với hứa ứng tới nói, cho dù là lĩnh hội đơn giản nhất tiên thiên đại đạo, cần thời gian chỉ sợ cũng cực kỳ dài lâu. Động huyền thái nhất đại đạo là xây dựng ở thiên cảnh không gì sánh được lịch sử cổ lão phía trên, so bỉ ngạn cùng tam giới làm càng thêm cực hạn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, bỉ ngạn so ra kém thiên cảnh, thái nhất cũng liền so ra kém động huyền. Thái nhất, dùng ta dạy cho người bản sự, cùng ta nhất quyết sinh tử a động huyền điềm nhiên nói thái nhất đại đạo quân sau đầu hiện ra thái nhất động huyền hai người mặc dù đồng dạng là thái nhất động huyền nhưng đều có khác biệt động huyền động huyền thiên về tại đem càng nhiều đại đạo dung nhập vào trong động huyền đại đạo hợp lưu hình thành thái nhất đại đạo thái nhất động huyền cũng có đại đạo hợp lưu nhưng dung nhập đại đạo số lượng kém xa động huyền coi như thái nhất lão tập thu hoạch đại thiên vũ trụ tại đại đạo tạo nghệ bên trên cũng kém xa động huyền hai người tu vi không kém nhiều giao thủ trong nháy mắt thái nhất lão tặc liền sẽ bại phong hứa ứng trong lòng yên lặng nói động huyền so với hắn thực lực cao hơn ra quá nhiều càng thêm mấu chốt chính là động huyền tại đại đạo triều tịch trước đó là đạo chủ đứng tại đạo chủ độ cao xem bất hủ như trên lòng bàn tay xem văn thấy rõ như vậy thái nhất phản tặc để cho ta nhìn làm mẫu là hắn chiến bại làm mẫu a hứa ứng thầm nghĩ hắn vừa nghĩ đến nơi này Thái Nhất cùng Động Huyền liền đã giao phong, song phương lẫn nhau đều không có bất luận cái gì lưu thủ, hai người pháp lực đều là Thái Nhất đạo lực, thần thông đều là Thái Nhất thần thông. Động Huyền thần thông, dung nhập 3.000 loại khác biệt tiên thiên đại đạo, phòng vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa, thái âm thái dương, thiếu âm thiếu dương, cửu cung bát quái, tứ tư tượng bát cực trung cực, huyền vũ chu tước, thanh long bạch hổ hồn linh phách lực, các loại đại đạo đạo lực bị Thái Nhất chỗ xuyên qua thống nhất. 3.000 loại đại đạo lực lượng hòa làm một thể, cho dù hứa ứng cũng cùng là đại đạo quân cấp độ tồn tại, đối mặt một kích này cũng không khỏi biến sắc, tự nghĩ dưới một kích, chỉ sợ liền muốn hồn về quê cũ. Mà thái nhất đại đạo quân thần thông, dung nhập tiên thiên đại đạo kém xa động huyền nhiều, nhưng là cổ quái là, động huyền 3.000 đại đạo tạo nghệ cao có thấp có, nhưng thái nhất 300 đại đạo tạo nghệ cũng rất vuông vức, đều là bất hủ cảnh cảnh giới đại viên mãn. Cổ quái, phản tạc thái nhất tích chứa đại đạo, chỉnh tề đến tựa như là cắt qua một gốc dạ giả rau hẹ, không khỏi quá chỉnh tề. Hắn đến cùng là từ Hạo Thiên Đế trên thân, học được cái gì? Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, chỉ cần là người bình thường, tu luyện khác biệt đại đạo, liền khẳng định có cao có thấp, không có khả năng tề tề chỉnh chỉnh. Tỷ như Hứa Ứng chính mình, Tiên Thiên Cửu Đạo tạo nghệ cũng là cao thấp không đủ, không có làm đến bình bình chỉnh chỉnh. Mà thái nhất loại tình huống này, Hứa Ứng chưa bao giờ từng gặp phải. Ngay tại hai người chiêu pháp va chạm thời điểm, Hứa Ứng lập tức nhìn thấy làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải một màn. Chỉ gặp Thái Nhất Đại Đạo quân Thái Nhất Đại Đạo, bên trong chứa đại đạo số lượng, phi tốc đột phá 300 cửa ải lớn. Ngay tại vừa rồi, Thái Nhất Đại Đạo hay là vừa đầy 300 số lượng, mà bây giờ, hắn Thái Nhất Đại Đạo bên trong tích chứa đại đạo số lượng, đột nhiên nhiều hơn một loại. Không chỉ có như vậy loại thứ hai, loại thứ ba, loại thứ tư cũng phi tốc xuất hiện. Càng thêm cổ quái là, những này mới xuất hiện đại đạo, trong thời gian thật ngắn, liền từ không đến có, từ rốt đặc cán mai phi tốc tăng lên tới bất hủ cảnh đại viên mãn cấp độ. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho hứa ứng cũng không nhịn được phát điên. Dù là hắn đi vào bỉ ngạn sau đột nhiên tăng mạnh mấy năm đó, cũng tuyệt không thái nhất đại đạo quân như vậy tốc độ tu hành. Là, thái nhất lão tặc nhất định là thật sớm liền tu thành những đại đạo này, đem dung nhập vào chính mình thái nhất đại đạo bên trong. Lúc trước hắn vì ẩn giấu thực lực, không có bại lộ những đại đạo này, bây giờ bất quá là đem những đại đạo này phóng xuất ra. chương 1490 Hứa ứng nghĩ tới đây, đã thấy hai người giao phong, các loại thái nhất thần thông tầng tầng lớp lớp, nhưng mà thái nhất trong đại đạo càng nhiều loại hơn đại đạo hiện ra đến, cũng là đang nhanh chóng trưởng thành là bất hủ cảnh đại viên mãn cấp độ. Chờ một chút, hắn không phải ẩn giấu thực lực, hắn là tại đạo văn. Hắn tại đạo văn động huyền đại đạo, hứa ứng lập tức tình ngộ, thái nhất mới tăng đại đạo, đều có thể từ động huyền thái nhất đại đạo bao quát 3.000 đại đạo bên trong tìm tới tương ứng đại đạo. Nói cách khác, thái nhất cùng động huyền giao chiến thời điểm, đem đối phương tinh thông những cái kia đại đạo dần dần học được. Thế nhưng là loại này tốc độ học tập cùng hiệu suất, thực sự quá nhanh. Thế gian căn bản không có khả năng có bực này tốc độ học tập, không có khả năng có. Hứa ứng hồn bay phách lạc, kinh ngạc nhìn ngay tại giao phong hai người, lúc trước động huyền còn có thể áp chế thái nhất đại đạo quân, nhưng là hiện tại, hai người mờ mờ ảo ảo đã có thể sánh vai cùng. Dù là động huyền tinh thông đại đạo số lượng vẫn như cũ so thái nhất nhiều, dù là hắn kiếp trước là thái nhất đại đạo đại đạo chúa tể, cũng không thể chiếm bất luận thiện nghi gì. Không đúng, không đúng. Hứa ứng nhìn xem hai người giao phong, chỉ gặp thái nhất nắm giữ đại đạo số lượng còn đang tăng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn, liền từ 300 chủng trưởng thành đến 800 loại. Hắn học được các loại đại đạo đều là trưởng thành đến bất hủ cảnh đỉnh phong, lúc này mới im bặt mà dừng. Cái này 500 loại mới xây đại đạo, vậy mà cùng lúc trước 300 loại đại đạo đồng dạng, chỉnh chỉnh tề tề, không có bất kỳ cái gì phân chia cao thấp. Nếu như là học được, chính mình lĩnh ngộ khẳng định có cao có thấp, sâu có nông có. Mà thái nhất những này mới xây đại đạo, phảng phất là đã sớm tồn tại ở hắn chỗ tu trì thái nhất đại đạo bên trong. Hứa ứng thất thần nhìn qua một màn này, trong lòng lẩm bẩm nói, chỉ là, những này nguyên bản tồn tại đại đạo, cũng không hiển hiện ra. Hắn cùng đối phương giao phong, thụ đối phương dẫn dắt, những đại đạo này mới bởi vậy hiển hiện. Hắn chưa từng học qua ngộ qua những đại đạo này, những đại đạo này đã sớm tồn tại ở thái nhất bên trong. Đây chính là thái nhất đại đạo quân, từ trên thân hạo thiên đế học được đồ vật. Hắn bắt lấy thái nhất đại đạo bản chất, ngay tại hứa ứng thất thần một khắc này, thế cục đã nghịch chuyển, động huyền đạo nhân từ áp chế thái nhất, đến cùng thái nhất cân bằng, hiện tại thì bị thái nhất chấn động đến thổ huyết, ngã xuống bay đi. Thái nhất đại đạo, đã đi vào gần 2.000 loại. Chỉ cần lại cho hắn một lát, hắn liền hoàn toàn có thể từ động huyền đạo nhân nơi đó đạt được gợi mở, thái nhất đại đạo có thể thức tỉnh 3.000 loại đại đạo. Đây là pháp môn gì? Động huyền ổn định thân hình ho ra máu liên tục, Thái nhất đại đạo quân sắc mặt lạnh nhạt, nói, sư tôn, đây là ta một người đệ tử sở mộ. Người dạy ta cái gọi là Thái nhất, là vạn đạo chi tổ, bởi vậy muốn tìm hiểu ra Thái nhất chân lý, liền cần không ngừng học tập đại đạo khác, dung nhập vào Thái nhất bên trong. Động huyền đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói, đây là Thái nhất đại đạo căn bản. Thái nhất đại đạo quân nói, mà ta vị đệ tử kia sở mộ Thái nhất đại đạo thì là, Thái nhất là vạn đạo chi quy luật vạn đạo từ thái nhất bên trong sinh ra cưỡng ép đi học tập mọi loại đại đạo chỉ là bỏ gốc lấy ngọn muốn ngộ ra thái nhất chân lý cần biết thái nhất bên trong ngộ tính tự túc thái nhất bên trong ngộ tính tự túc động huyền đạo nhân lầm bẩm nói thái nhất đại đạo quân nói đây là hắn thái nhất đại đạo chân truyền cùng ngươi dạy ta chân truyền không giống với bất quá sư tôn ngươi ngộ tính không đủ đời này là không thể nào tìm hiểu ra chân truyền ảo diệu trong lúc nói chuyện hắn thái nhất đại đạo còn tại không ngừng mà bản thân diễn hóa, sinh ra càng nhiều đại đạo, để tu vi của hắn liên tục tăng lên. Người người đệ tử kia là ai? Động huyền đạo nhân cẩn thận phỏng đoán, càng phát giác câu nói này cao thâm mà chắc, dù là nghèo chính mình suốt đời trí tuệ, cũng không có thể lĩnh ngộ ra ảo diệu trong đó, không khỏi hỏi, hắn ở nơi nào. Trong lòng của hắn có chút kinh hoàng, bị ngạn có bực này kỳ tài ngút trời, chỉ sợ lại là một vị đạo tôn giống như tồn tại. Thậm chí, khả năng liền nói tôn cũng không sánh nổi người kia thái nhất đại đạo quân sắc mặt ảm đạm quay người rời đi hắn đã chết hắn không có hướng động huyền đạo nhân thống hạ sát thủ độc thân lên đường rất nhanh vô tung vô ảnh linh hư tử đừng đi đuổi động huyền đạo nhân nói hắn đang dẫn dụ la đạo chủ xuất hiện hắn muốn xuống tay với la đạo chủ linh hư tử trong lòng giật mình nói người nói là hắn khôi phục những cái kia đạo chủ liền giấu kín tại phụ cận động huyền đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu nói chúng ta cũng chỉ cần mau mau rời đi, nếu bị bỉ ngạn cường giả để mắt tới, liền sẽ chôn vùi ở đây. Hắn thở dài, thầm nghĩ, bỉ ngạn sao mà đa tài, chết một cái, còn có một cái. Thiên tuyệt thành bên trong, hứa ứng thu hồi ánh mắt, có chút ngơ ngơ ngác ngác. Thanh huyền, thánh tôn, cửu tăng bọn người thì tại thảo luận thái nhất đại đạo quân đại đạo số lượng bạo tăng nguyên nhân, chỉ có hứa ứng sắc mặt trắng bệch, cũng không chen vào nói. Thái nhất bên trong, mô tính tự túc. Những lời này là Hạo Dập Đại Đạo Quân nói, năm đó hắn hay là sư huynh của ta thời điểm, luôn luôn đem câu nói này treo ở bên miệng. Cửu Tăng Đạo Quân nói, hắn câu nói này nguyên bản không có người để ở trong lòng, nhưng là hiện tại xem ra, sư tôn từ trong những lời này lĩnh ngộ ra không tầm thường đồ vật. Ngộ Không đạo nhân dò hỏi, Hạo Dập Đại Đạo Quân, là Hạo Thiên Đế a. À. Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, là hắn, năm đó địa tiên giới có truyền thuyết, Thái Hạo Đế thi Hạo Thiên Đế mà đăng cơ xưng đế về sau ta cùng nguyên dục đi với hắn một phần hắn trong mổ rỗng tuyết hắn cũng không ở bên trong có thể thấy được năm đó chưa chết mà là tốn vị tặng cho thái hạo chính mình đi bỉ ngạn thánh tôn nguyên dục lẩm bẩm nói hắn lĩnh ngộ gia vật này giống như so đạo chủ còn muốn lợi hại hơn hắn nếu là không chết lời nói cửu tăng thở dài chán nản nói hắn nếu là không chết mà nói chỉ sợ ba vị đạo chủ đến làm cho nhường lối chỗ ngồi hứa ứng ngơ ngơ ngác ngác trong đầu lật qua lật lại chính là câu nói kia, thái nhất bên trong, ngô tính tự túc, thái nhất bên trong, ngô tính tự túc. Qua mấy ngày, hắn mới thanh tỉnh lại, hướng thanh huyền, thánh tôn bọn người nói, ta cần ra một chuyến xa nhà, nơi này phải làm phiền chư vị sư huynh sư đệ. Ta nguyên thần vẫn như cũ trấn thủ ở đây, sẽ theo đạo mà cảm giác, bảo hộ thái nhất đạo môn. Thánh tôn dò hỏi, nếu như môn chủ một đi không trở lại, như vậy ai tới làm thái nhất môn chủ? Thanh huyền, hứa ứng không chút nghĩ ngợi nói, Thánh tôn hướng thanh huyền ném đi căm hận ánh mắt, hứa ứng từ biệt đám người, khởi hành rời đi. Qua hơn một tháng, hắn đi vào đã lâu cấm khu, hạo dập nơi ngộ đảo. Hứa ứng ngẩng đầu lên, một lần nữa xem kỹ trải rộng bầu trời các loại thần thông lạc ấn. Trừ có thái nhất bên trong, ngô tính tự túc bên ngoài, còn có trong luân hồi, ngô tính tự túc. Còn có vô cực, kiếp vận, sát phạt, tịch diệt, hỗn độn, hồng mông. chương 1491, Thái nhất cướp bóc. Những đại đạo này, nhất định còn có chân truyền nhất định còn có siêu việt đạo chủ siêu việt đạo tôn chân truyền hứa ứng lưu tại mảnh cấm khu này bên trong cẩn thận nghiên cứu hạo thiên đế lưu lại những thần thông lạc ấn này hắn tại đi vào bỉ ngạn mới bắt đầu liền tới đến mảnh cấm khu này bên trong ở chỗ này tìm hiểu ra hạo thiên đế thần thông thần thông thương khung thần thông thương khung cho đến tận này vẫn là hắn mạnh nhất thần thông một trong giờ phút này hắn quay về nơi đây lại nhìn những thần thông này nhìn liền không phải thần thông mà là đại đạo hắn quan sát những thần thông này kết cấu bên trong đại đạo mỗi một loại đại đạo đạo lực sâu cạn những đại đạo này đạo lực sâu cạn cơ hồ giống nhau như đúc xem ra tại năm đó hạo thiên đế đã ngộ ra được thái nhất bên trong ngộ tính tự túc đạo lý hắn nếu là sống đến bây giờ hứa ứng thở dài một đời thiên kiêu kinh diễm tuyệt luân nhưng mà cuối cùng vẫn là tại bỉ ngạn thiên chiết bỉ ngạn đã không cho phép thiên tài như vậy hắn lấy lại bình tĩnh đi nghiên cứu hạo thiên đế lưu lại những lạc ấn này nói không chừng bí mật liền giấu ở những lạc ấn này bên trong thái nhất đại đạo quân chân trước rời đi thiên tuyệt thành chân sau liền gặp một chiếc xe kéo lái tới đuổi sát thái nhất mà đi chiếc xe này liễn chính là la đạo chủ chiếc kia thái sử khống chế xe này tốc độ cực nhanh một người một xe tốc độ cực nhanh lần lượt phá không mà đi cũng không lâu lắm liền lái ra bỉ ngạn đại lục đi vào trong bầu trời cao xe kéo còn đợi đuổi theo trong lúc bỗng nhiên phía trước Thái nhất đại đạo quân không còn bỏ chạy, mà là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Xe kéo cũng từ ngừng tạm đến, tiếp lấy màn xe sốc lên chỗ, là đạo chủ hướng ra phía ngoài nhìn tới. Thiên thành tử cất bước đi tới, ánh vào tầm mắt của hắn. Là đạo chủ có chút nhướng mày, lúc này một cái khác đạo chủ cũng từ ánh vào tầm mắt của hắn, thân thể khôi ngô, gần khu trương dương, quanh thân hắc vụ quấn. Lăng yên minh vương, là đạo chủ sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là một cái lăng yên, lại thêm chỉ là một cái thiên thành, một cái còn chưa trở thành đạo chủ thái nhất, xa không phải đối thủ của ta. Lúc này, lại có một cái đạo chủ ánh vào tầm mắt của hắn, là một cái nữ tử váy trắng, là đạo chủ sắc mặt biến hóa, huyền nữ thánh vương. Tôn này cổ thần là hứa ứng tỉnh lại, hay là thái nhất tỉnh lại. Bá lăng tề hiền đạo chủ chậm rãi đi tới, khi tức bá đạo không gì sánh được, năm đó hắn cũng là cực kỳ cường đại tồn tại, đáng tiếc bị la đạo chủ giết chết. Tiếp theo, lại có sáu bảy vị đạo chủ thân ảnh ánh vào la đạo chủ tầm mắt la đạo chủ nguyên bản còn có chút kinh hoàng giờ phút này lại đột nhiên bình tĩnh trở lại cười nhạo một tiếng gà đất chó xanh thái nhất ngươi cho rằng dùng ngươi làm mồi dụ dẫn dụ ta đến đây thật là ta chúng các ngươi mai phục làm sao biết không phải ta mai phục các ngươi bá lăng tề hiền đạo chủ đột nhiên đưa tay một thanh tròn trùng trục so xe kéo lớn không biết bao nhiêu vạn lần thạch trùy từ trên trời giáng xuống bịch một tiếng đem xe kéo kiên nện đến hóa thành bột mịn nhưng mà thạch trùy đi vào la đạo chủ đỉnh đầu ba thước chỗ, liền không cách nào lại hạ xuống, chỉ gặp la đạo chủ ngồi tại một gốc đài sen màu xanh bên trên, thanh liên hơi rung nhẹ, linh quang bốn phía, nắm nâng thạch trùy. La đạo chủ nhìn quanh một tuần, cười nói các vị đạo hiếu, năm đó các ngươi là của ta bại tướng dưới tay, hôm nay các ngươi vẫn như cũ là của ta bại tướng dưới tay. Coi như các ngươi liên thủ, cũng vẫn là sẽ thua trong tay ta. Chưa hẳn, nữ tử áo trắng kia huyền nữ thánh vương nói khẽ là đạo hữu năm đó từng cái đánh tan, hôm nay chúng ta lại là cùng nhau mà tới. Lăng Yên Minh Vương cười lạnh nói, năm đó là đạo hữu, hòa đạo hữu cùng lâm đạo hữu cũng là dụng kế, để cho chúng ta ở giữa lẫn nhau nội đấu, mới có thể đem chúng ta từng cái đánh tan. Hôm nay chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, nói không chừng phong thủy luân chuyển, hôm nay chính là đạo hữu táng thân ở đây. Là đạo chủ thản nhiên nói, các ngươi chết lâu như vậy, mà ta lại so các ngươi nhiều trên tu hành ức năm, tranh lệch to lớn, các ngươi không phải không biết a. À. Huống chi, ta hạ hạt đại thiên vũ trụ, những vũ trụ này đại đạo đều đã bị ta tìm hiểu thấu đáo. Các ngươi muốn cùng ta đối nghịch, thật sự là tự tìm đường chết. Khí tức của hắn đột nhiên nở rộ, lập tức toàn bộ bỉ ngạn vũ trụ hồn chi đạo đều bị hắn điều động, gia trì nó thân. Giờ khắc này là đạo chủ khí tức thâm thúy không gì sánh được, tựa như cùng từ xưa đến nay vô số sinh linh hồn phách tụ tập ở trên người hắn, để hồn phách của hắn trở nên vô cùng cường đại, cho dù là nhất là vĩ ngạn cổ thần cũng không có khả năng cùng hắn so sánh sau một khắc la đạo chủ sau lưng hiện ra đại thiên vũ trụ cảnh tượng bị ngạn hạ hạt đại thiên số lượng vũ trụ những vũ trụ này hồn chi đạo cũng bị hắn toàn bộ điều động thiên thành tử làng yên minh vương bọn người nguyên thần giao động hồn phách cơ hồ muốn từ trong nguyên thần bay ra bị la đạo chủ nắm trong tay hiện tại la đạo chủ thực sự thật là đáng sợ tha cho bọn hắn là đại đạo chúa tể đối mặt la đạo chủ cũng sinh ra một loại không có khả năng chiến thắng cảm giác bị thất bại. Thái nhất đại đạo quân đột nhiên nói, là đạo huynh còn có rất nhiều tiên thiên linh bảo, đại thiên vũ trụ tiên thiên linh bảo, bị hoa, la, lâm chỗ chia cắt. Có những này linh bảo, là đạo huynh tự nhiên đánh đầu thắng đó. Là đạo chủ lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ thái nhất, nàng vốn giai nhân, làm sao là tặc. Thái nhất đại đạo quân nói, đáng tiếc là, chúng ta lần này mời tới vị tồn tại kia, hoàn toàn khắc chế ngươi là đạo chủ trong lòng máy động, vị nào tồn tại. Thái nhất đại đạo quân mỉm cười, nói chính là vì kia để cho ngươi tê liệt 120 triệu năm, từ đầu đến cuối đạo thương không cách nào khỏi hẳn tồn tại. Là đạo chủ sắc mặt đột biến, hắn một mực truy tra để hắn tê liệt người kia là ai, nhưng cùng lúc đối với người kia cũng kiêng kỵ vạn phần. Có thể làm cho hắn tê liệt, chỉ sợ cũng có thể lấy tính mệnh của hắn. Cho nên là đạo huynh, tại cùng chúng ta giao phong thời điểm, người tuyệt đối không nên thụ thương. Thái nhất mỉm cười, nói, người nếu là chịu đạo thương, lúc nào cũng có thể sẽ bị vị đạo hữu kia tại quá khứ xuất thủ, đưa người đánh chết. Là đạo chủ sắc mặt kịch biến, nhưng vào lúc này, thiên thành tử, lăng yên minh vương, tề hiền đạo chủ, huyền nữ thánh vương 10 vị đạo chủ cấp tồn tại, đồng loạt ra tay, hướng là đạo chủ công tới. Là đạo chủ không nghĩ ngợi nhiều được, tâm niệm vừa động, sau lưng hư không lập tức đổ sụp. Từng kiện quy mô hùng vĩ đạo lực cường hoành linh quang bức người tiên thiên linh bảo riêng phần mình hiển hiện, tràn ra ngoài hắn không dám thụ thương, đành phải thôi động những này tiên thiên linh bảo, hướng về 10 vị đạo chủ cấp tồn tại công tới. Dùng linh bảo giết bọn hắn, ta liền không cần thụ thương. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền gặp huyền nữ thánh vương bước chân dừng lại, lập tức băng hàn chi khí động lại thời không, thậm chí ngay cả la đạo chủ kết nối đại thiên vũ trụ hư không cũng bị ngắn ngủi đông kết. Hắn cùng những này tiên thiên linh bảo liên hệ, cũng thoáng bị ngăn trở. Nữ tử này chính là tiên thiên thần linh tu thành đạo chủ, có thể đông kết hết thảy chính là đại đạo cũng có thể đông cứng, vô cùng lợi hại. Ngay sau đó thiên thành tử điên đảo thời không, để la đạo chủ cùng tiên thiên linh bảo khoảng cách không ngừng kéo duỗi. Những ngày tiên thiên linh bảo cùng la đạo chủ khoảng cách nhìn như rất gần, kỳ thực xa đến khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt kế tiếp, tề hiền đạo chủ xông về phía trước, bắt lấy vạn tượng đồ, bước ra liền đi. Lăng yên minh vương ôm lấy uẩn thiên trụ, phá không mà đi. Thiên thành tử chế trụ ngọc hoàng hồ lô, thái nhất đại đạo quân mang đi la thiên đạo thụ, huyền nữ thánh vương nắm lên hỗn độn kỳ cục. Mặt khác năm vị đạo chủ, cũng riêng phần mình chế trụ một hiện tiên thiên linh bảo, không nói lời gì, riêng phần mình xa xa bỏ chạy. Thiên thành tử đưa tay vạch một cái thời không vỡ ra, đám người chui vào trong đó, trong gào thét, biến mất vô tung vô ảnh. Là đạo chủ ngơ ngẩn, lập tức nổi giận, những hốn chướng này. Bọn hắn không phải muốn vây quét ta, mà là đến cướp bóc ta. chương 1492, hắn giận không kềm được, thái nhất từng bước tính toán, thậm chí chuyển ra vì kia để hắn tê liệt người tên tuổi, mục đích đúng là để hắn tế lên tận khả năng nhiều tiên thiên linh bảo, thừa cơ cướp bóc. Hắn mặc dù là đạo chủ, nhưng cùng lúc tế lên nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, uy lực lớn thì lớn vậy, nhưng mà với hắn mà nói cũng là gánh nặng rất lớn, khó mà điều khiển như ý. Chỉ cần điều khiển không tiện lợi liền cho bọn gia hỏa này thừa dịp cơ hội. Thái nhất, huyền nữ, các ngươi lấy hữu tâm tính vô tâm, tính toán ta người bại liệt này, bất đương nhưng tử la đạo chủ quát mắng không dứt thái nhất đại đạo quân đem người cướp bóc la đạo chủ tránh đi la đạo chủ truy kích thiên thành tử lập tức mang theo đám người từ trong thời không thoát ra đi vào hỗn độn hải biên giới đám người riêng phần mình chấn áp lại những này tiên thiên linh bảo sao động miễn cho bị la đạo chủ thừa lúc đem những này linh bảo đưa đến trong hỗn độn hải ôn dưỡng tẩy luyện có thể tẩy la đạo chủ linh bảo bên trong lạc ấn thái nhất đại đạo quân nói rửa sạch sẽ đằng sau chúng ta mới có thể tế luyện huyền nữ thánh vương hiếu kỳ nói thái nhất đạo hữu ngươi làm thế nào biết những sự tình này ta có mấy cái đệ tử bọn hắn cứ như vậy tẩy qua thái nhất thần sắc không thay đổi nói chúng ta đi trước hỗn độn hải đem cái này mấy món linh bảo rửa sạch sẽ tế luyện mấy chục năm lần sau chúng ta lại ra mặt cứu đạo hữu khác chỉ sợ liền không còn nhẹ nhàng như vậy mà là phải đi qua một trận huyết chiến đám người riêng phần mình gật đầu nói phải đi hướng hỗn độn hải hứa ứng tại trong cấm khu hồn nhiên vong ngã đợi cho đem những lạc ấn này nghiên cứu một lần, trong bất chi bất giác đã qua hơn 10 năm. Hắn đi ra cấm khu, trở về thiên tuyệt thành, nguyên thần của hắn vẫn như cũ trấn thủ thiên tuyệt thành, nguyên thần rộng rãi, tỏa trấn hư không, từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy hứa ứng nguyên thần không gì sánh được vĩ ngạn, nhưng không có chiếm cứ hiện thế không gian, đến gần nhìn lên, cùng nơi xa nhìn lên một dạng biến lớn, cũng không có bất kỳ cảm giác. Đây chỉ là hư không một loại diệu dụng, thiên tuyệt thành bây giờ đã đi đến quỹ đạo, sẽ rất ít có người tới thiên tuyệt thành nháo sự bởi vì gây chuyện đều bị đánh chết cũng không có người ở bên ngoài khi nhục thái nhất đạo môn đệ tử bởi vì khi nhục thái nhất môn sinh cũng đều bị đánh chết bây giờ thiên tuyệt thành phảng phất biến thành một tòa độc lập với thế thịnh thổ phía ngoài sát kiếp càng ngày càng nghiêm trọng nhưng lại chưa bao giờ ảnh hưởng đến nơi này thái nhất đạo môn cũng từ 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 lớn mạnh trở nên càng ngày càng hưng thịnh hứa ứng trở về không có thu hồi nguyên thần của mình vẫn như cũng ngồi tại nguyên thần phía dưới ai tới gặp hắn cũng là không nói một lời. Thanh Huyền, Thánh Tôn, Cửu Tăng bọn người còn dự định hỏi thăm hắn lần này thu hoạch, hứa ứng cũng vẫn là ngưng thần nội liếm, lờ đi bọn hắn. Đám người đành phải xem như hứa ứng chưa từng trở về, tiếp tục ai cũng bận rộn. Như vậy trong bất chi bất giác đi qua mấy chục năm, Thái Nhất Đạo môn đệ tử dần dần phát giác, ở bên người hứa ứng tu luyện, tựa hồ tốc độ tu hành càng nhanh. Hứa ứng bên người, hiện ra các loại kỳ dị hoa mỹ đạo tược, làm người say mê, rất nhiều thái nhất đạo môn đệ tử nhau nhau đến đây, tại hắn phụ cận tu luyện lĩnh hội. Lại đếm rõ số lượng 10 năm, hứa ứng hay là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, tự thân dẫn động đạo tượng đã hóa thành các loại lóa mắt đại đạo đạo cảnh. Bỗng nhiên có một ngày, Thanh Huyền nhìn thấy hứa ứng nguyên thần nắm giữ thái nhất đại đạo bên trong, cấu thành thái nhất đại đạo 350 loại thiên địa đại đạo, đạo hạnh trở nên giống nhau như đúc. Thanh Huyền nao nao, rụi rụi con mắt, đích thật là đạo hạnh bình thường cao thâm, phân không ra tranh lệch, hắn tìm hiểu ra thái nhất chân lý rồi. Trăm năm đi qua, hứa ứng rốt cuộc lĩnh ngộ ra thái nhất bên trong mô tính tự túc chân truyền. Thanh huyền lộ ra vẻ chờ mong, những năm gần đây, hứa ứng lưu lại nguyên thần của mình, cùng bọn hắn cùng một chỗ thủ hộ thiên tuyệt thành. Mặc dù thiên tuyệt thành một mực không có chiến sự phát sinh, nhưng thiên tuyệt thành cũng tương tự trở thành bỉ ngạn tất cả mọi người cái đinh trong mắt. Thiên tuyệt thành hưởng bao nhiêu thái bình, tương lai liền muốn tiếp nhận bao lớn công kích. Thanh huyền thấp giọng nói, mặt khác hai vị đại đạo quân, cùng ba vị đạo chủ, còn có cái kia muốn báo thù người thiên cảnh, cũng sẽ không cho phép bỉ ngạn bên trong thật sự có một tòa bỉ ngạn tịnh thổ. Bất quá, ngoài dữ liệu của hắn là, hứa ứng vẫn như cũ chưa từng tỉnh lại, hay là ngồi ngay ngắn ở nguyên thần của mình trước, lẳng lặng lĩnh hội. Thanh huyền, hắn tại lĩnh hội cái gì? Thánh tôn đi tới, dò hỏi. Thanh huyền lắc đầu, hắn cũng không biết hứa ứng vì sao còn chưa từng tỉnh lại. Con khỉ kia ngồi tại hứa ứng bên cạnh, cũng ngồi rất nhiều năm. Thánh Tôn nhìn về phía hứa ứng bên người ngộ không đạo nhân, nói. Thanh Huyền nói, ngộ không đạo nhân là thái nhất đạo môn bên trong tu luyện thái thượng đạo dị loại, hắn chưa từng học qua thái nhất đại đạo. Bất quá hắn đi con đường, cùng thái thượng đạo một dạng, cũng là hấp thu đại đạo khác đường lối. Hắn khả năng từ trên thân hứa đạo tổ lĩnh ngộ ra không tầm thường đồ vật.